Con test set map này xong chưa các bạn? Ý là chữa xong chưa ấy? Xong rồi đúng không? Comparator thì chưa xong à? Comparator này còn những bài nào? Mình sẽ hướng dẫn nốt. Để nhắn các bạn đi vào lười học. Con test vector pair này với con test vector pair với comparator đến bài bao nhiêu rồi các bạn? Con test này nó có 15 bài hay sao đúng không? 13 bài. Nó đến bài bao nhiêu rồi? Con test này không phải là con test vector pair mà nó là con test comparator với lại là comparator với lower bound, upper bound thì chính xác hơn nhỉ? Và thế sao ở đây nó lại không không bạn nào biết là đến bài nào rồi à? Chết dở. Buổi trước là của Hiếu đúng không? Thằng Hiếu nó không ghi cái nội dung buổi học vào đây. Các bạn phải nhắc nó. Đó là anh ghi cho bạn em nội dung buổi học. Tức là cái con test này chưa chữa bài nào hay gì? Con test comparator ấy các bạn. Sao lại đến bài 19? Con test này nó có 13 bài mà em lại bảo đến bài 19 là sao? Ừ, ok, con test comparator này chưa đúng không? Ừ. Rồi ok. Thế thì giờ anh sẽ chữa cái con test comparator này là xong cái gì? Đã bắt đầu mình học string đúng không? Con test này nếu mà cái bài nào nó dễ quá thì anh sẽ hướng dẫn code thôi nhé các bạn. Ví dụ này, mình sẽ vào bài 1 đúng không? Bài 1 này nó cho các bạn một cái mảng A gồm N phần tử, sau đó yêu cầu các bạn là sắp xếp các cái phần tử theo yêu cầu như sau. Thứ nhất là sắp xếp các cái sắp xếp sao cho số lượng số chẵn xuất hiện tăng dần. Tức là số nào có nhiều số chẵn thì mình cho đứng sau đúng không nhỉ? Đấy, nếu hai số có cùng số lượng chữ số chẵn thì số nhỏ hơn sẽ in trước. Thế thì tương đối là đơn giản, các bạn viết cho mình cái hàm đếm số chẵn thôi. Cái yêu cầu thứ hai này, sắp xếp số lượng sắp xếp theo chữ số lượng số lẻ xuất hiện trong số ban đầu tăng dần, nếu hai số có cùng số lẻ thì số nào xuất hiện trước sẽ in ra trước. Thì cái yêu cầu thứ hai này các bạn phải dùng stable sort đúng nhỉ? Cái này anh nhắc rất rõ ở trong phần học rồi. Đó, còn cái yêu cầu thứ nhất này thì các bạn có thể sử dụng sort với hai điều kiện. Thế các bạn code như sau. Ở đây anh sẽ viết một cái hàm là chẵn này để trả về chữ số lượng chữ số chẵn của một số. Hàm lẻ để trả về số lượng chữ số lẻ của một số. Thế còn cái comparator thứ nhất ấy là nó yêu cầu mình sắp xếp theo số lượng chữ số chẵn tăng dần đúng không? Nếu mà cùng số lượng chữ số chẵn thì sắp xếp cho số nhỏ hơn đứng trước. Thế nên mình chỉ cần kiểm tra là if chẵn A khác chẵn B thì mình return về chẵn A nhỏ hơn chẵn B, còn else thì mình return về A nhỏ hơn B. Đây là cái comparator thứ nhất. Còn cái comparator thứ hai nó chỉ yêu cầu các bạn là sắp xếp theo chữ số lẻ tăng dần, nên mình chỉ cần return về lẻ A nhỏ hơn lẻ B là được. Thế là mình có hai cái comparator. Trong main thì các bạn sẽ dùng cho mình hai cái mảng là A và B. Tại sao anh lại dùng hai cái mảng A và B mà không dùng một mảng? Bởi vì nhá, nếu các bạn dùng một mảng ấy thì sau khi mà các bạn sắp xếp cái mảng theo yêu cầu thứ nhất ấy, là sắp xếp theo chữ số chẵn tăng dần này này, nó sẽ làm thay đổi cái thứ tự ban đầu của các phần tử trong mảng. Sau đó các bạn đem cái mảng đấy các bạn đi các bạn sắp xếp theo cái yêu cầu thứ hai ấy, thì nó không còn đúng nữa. Bởi vì yêu cầu thứ hai nó bảo là sắp xếp theo chữ số lẻ tăng dần và thằng nào xuất hiện trước sẽ in ra trước mà, đúng không? Nhưng mà các bạn đem các bạn sort ở cái yêu cầu thứ nhất rồi thì cái thứ tự ban đầu nó mất rồi. Thế nên ở đây mình sẽ dùng hai cái mảng A và B giống hệt nhau. A cho cái yêu cầu thứ nhất là sắp xếp theo chữ số chẵn tăng dần, còn B theo yêu cầu thứ hai là mình sẽ dùng stable sort để mình sắp xếp để giữ cái thứ tự tương đối ban đầu. Được chưa? Đó. Ok, thì đấy là bài
Thứ nhất nha các bạn, bài này có các bạn có câu hỏi gì không? Còn em có câu hỏi gì bài này không? Ủa, con test set map vẫn còn à? Hôm nãy mình hỏi các bạn bảo xong rồi. Xong bài 1 này có yêu có câu hỏi gì không các bạn? Thế ok nhá. Mình sang bài thứ hai nhá. Sắp xếp theo trị tuyệt đối. Hôm trước có bạn nhắn tin hỏi là cái comparator nó có 3 tham số được không? Thì câu trả lời là không, được không nhỉ? Bài này nó cho các bạn một cái mảng A gồm n phần tử và số nguyên dương x. Hãy sắp xếp các phần tử trong mảng theo yêu cầu như sau. Thứ nhất là sắp xếp các phần tử trong mảng theo ABS của hiệu các phần tử này với thằng x tăng dần. Tức là mình sẽ tính trị tuyệt đối của các phần tử ở trong mảng ấy với thằng x, sau đó mình lấy cái giá trị đấy để mình đem mình sắp xếp. Nếu có hai phần tử có cùng giá trị sắp xếp này thì số nhỏ hơn sẽ in ra trước. Thì trong trường hợp này á, khi mà các bạn viết comparator thì mình sẽ không có thể xây dựng một comparator mà nó có ba tham số để mình truyền thằng x vào, thì các bạn khai báo thằng x toàn cục là được. Đúng không? Mình khai báo x toàn cục thì khi đó cái comparator của bạn nó có thể truy cập vào cái giá trị x toàn cục đấy để nó tính trị tuyệt đối. Ok. Còn cái thứ hai này, cái yêu cầu thứ hai, đầu tiên mình sẽ xử lý cái yêu cầu thứ nhất trước này nhá. Thì các bạn xem cái yêu cầu thứ nhất của mình xử lý như thế này này. Đấy là mình sẽ dùng một cái biến x toàn cục như thế này. Đó. Thì khi đó cái comparator 1 này nó có thể truy cập vào cái giá trị của biến x đấy để nó tính ABS của A trừ đi x, đúng không? Này, nếu mà ABS của A trừ x khác ABS của B trừ x thì mình sắp xếp theo cái giá trị đấy tăng dần. Mình return về ABS của A trừ x nhỏ hơn ABS của B trừ x. Còn không thì mình sắp xếp tăng dần, đúng không? Thì bọn em return về A nhỏ hơn B. Đấy, thế thôi, đơn giản thôi. Thế là cái yêu cầu thứ nhất là dễ rồi nhá. Yêu cầu thứ hai này, nó yêu cầu các bạn là sắp xếp cho các cái phần tử chẵn đứng trước, các phần tử lẻ đứng sau. Trong đó chẵn thì tăng dần, còn lẻ thì giảm dần bằng một cái comparator duy nhất. Ý là nếu mà các bạn có một cái mảng, đúng không, thì những cái thằng chẵn nó sẽ phải đứng trước và chẵn phải tăng dần. Ví dụ như là 22, 88, 100, đúng không? Lẻ thì đứng sau. Ví dụ như 31, 17 và 5. Chẵn đứng trước, lẻ đứng sau. Chẵn thì tăng dần, còn lẻ thì giảm dần. Thế thì nếu mà làm cái bài này ấy, thì thực ra là nó có 4 trường hợp, đúng không? Nó có 4 trường hợp về cái bài bài này. Thứ nhất ấy, là hai cái thằng đấy nó cùng chẵn. Nếu mà nó cùng chẵn ấy, thì là nó sẽ thuộc cái nửa này. Thì các bạn chỉ cần quan tâm là thằng nào nhỏ hơn mình xếp trước, đúng không? Thế nên là mình kiểm tra là hai thằng này cùng chẵn thì mình sẽ return về A nhỏ hơn B để nó sắp xếp tăng dần. Còn nếu mà nó cùng lẻ, tức là mình sẽ phải sắp xếp hai thằng lẻ để giảm dần, thì mình lại return về A lớn hơn B để nó sắp xếp giảm dần. Thế thôi. Còn trong nó có 4 trường hợp, đúng không? Chẵn chẵn lẻ lẻ, chẵn lẻ lẻ chẵn. Đấy. Thì cái trường hợp chẵn chẵn ấy thì mình sẽ sắp tăng dần, lẻ lẻ thì mình sẽ sắp giảm dần. Còn nếu mà một thằng chẵn, một thằng lẻ thì mình sẽ return true. Đúng không? Nếu mà A chẵn B lẻ thì mình return true, bởi vì mình muốn cho thằng A đứng trước mà. A chẵn mình cho đứng trước. Đấy. Thế còn trong trường hợp ngược lại, A mà lẻ B là chẵn thì mình return false để nó cho đảo thứ tự đi, đúng không? Thế thôi, nó có 4 trường hợp như thế thì các bạn set cho mình 4 cái trường hợp như này thôi này. Đấy. Anh viết cái comparator 2 nhé, sau đó anh dùng R1 bằng A% 2 và R2% 2. Cái trường hợp dễ nhất ấy là cả hai thằng này cùng chẵn, là mình return với A nhỏ hơn B để cho số nhỏ hơn nó sẽ đứng trước. Được chưa? Còn đây, R1 bằng 1 và R2 bằng 2, tức là hai thằng này cùng lẻ thì mình return A lớn hơn B để cho cái thằng lớn hơn nó đứng trước. Ok. Còn R1 bằng 0 và R2 bằng 1 có nghĩa là thằng A là chẵn, thằng B là lẻ thì nó đúng cái thứ tự em mong muốn chưa? Là chẵn đứng trước, lẻ đứng sau, đúng không? Thì mình return true. Còn cái trường hợp cuối cùng là gì? Chẵn đứng trước, à xin lỗi, thằng đứng trước là thằng lẻ, còn thằng đứng sau thằng chẵn mình return false để cho nó sắp xếp ngược lại thứ tự đó. Thế thôi. Vậy là các bạn có thể chia đôi cái mảng của mình như vậy với một comparator thôi. Đó. Rất là hay đúng không? Đấy, các bạn nhìn xem có chỗ nào cần phải hỏi không? Có cần chỗ nào cần phải hỏi không các bạn? Các bạn code cho mình được 10 cái này là các bạn thành thạo ấy mà. 10 bài comparator này các bạn thành thạo ngay cái kỹ năng này ấy mà. Nó là một kỹ năng cực kỳ cơ bản thôi. Nhá, cực kỳ cơ bản. Nhưng mà đối với đa số sinh viên thì nó lại là một cái kiến thức gọi là nâng cao. Xong bài 2 nhé các bạn, mình sang bài số 3 này. Bài số 3 này thì mình yêu cầu các bạn sử dụng lower bound và upper bound, đúng không? Nó có 5 yêu cầu.
Yêu cầu thứ nhất ấy là in ra cái chỉ số đầu tiên của phần tử lớn hơn hoặc bằng x ở trong mảng, thì các bạn phải dùng lowerbound, bởi vì lowerbound nó trả về cái chỉ số đầu tiên của thằng lớn bằng x mà, đúng không? Yêu cầu thứ hai là in ra được phần tử đầu tiên lớn hơn x trong mảng thì mình dùng upperbound. Ok. Yêu cầu thứ ba thì nó bắt các bạn in ra cái chỉ số đầu tiên của x ở trong mảng. Yêu cầu thứ tư nó in ra chỉ số cuối cùng của x ở trong mảng. Thế cái hai cái yêu cầu đầu tiên thì nó rõ ràng là mình dùng lowerbound và upperbound rồi nhá. Nhưng cái yêu cầu thứ ba là in ra cái chỉ số đầu tiên phần tử x ở trong mảng thì các bạn cũng dùng lowerbound. Ví dụ như các bạn có cái mảng tăng dần như này, 1 2 3 3 3 3 4 6 6 chẳng hạn. Giả sử như bọn em muốn tìm ra cái vị trí đầu tiên của thằng 3 ở trong mảng ấy thì các bạn sẽ lowerbound thằng 3. Mình sẽ lowerbound thằng 3 thì nó sẽ trả về thằng này. Đó. Nhưng mà cái lowerbound là lớn hơn hoặc bằng 3 đúng không? Thì nó sẽ có trường hợp là lớn hơn hoặc là trường hợp bằng. Thì mình chỉ cần kiểm tra xem là cái lowerbound đấy nó trả về có phải là thằng 3 hay không. Nếu nó là thằng 3 thì đấy là vị trí đầu tiên. Đúng không? Còn nếu mà nó không phải là thằng 3 thì có nghĩa là trong mảng của bạn nó không có thằng 3. Bởi vì cái lowerbound của mình là nó trả về cái thằng đầu tiên lớn hơn hoặc bằng 3 mà. Đúng không? Nên nếu có 3 là nó sẽ trả về cái vị trí đầu tiên của thằng 3, còn không thì nó bắt buộc nó phải trả về cái số lớn hơn. Đấy, thế nên các bạn cũng dùng lowerbound nhá, để mình check được cái vị trí đầu tiên. Thế còn cái vị trí cuối cùng của thằng 3, nhiều bạn làm theo kiểu này đấy, là vị trí cuối cùng là các bạn sẽ tìm ra vị trí đầu tiên xong các bạn cộng 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 đến bao giờ gặp 3, bao giờ còn gặp 3 thì mình tìm vị trí cuối. Làm như thế thì nó rất là lâu. Bọn em chỉ cần tìm upper bound của thằng 3 nhá, upper bound. Mình tìm upper bound của thằng 3 thì khi mà em tìm upper bound thằng 3 nó sẽ ra cái thằng đầu tiên lớn hơn 3. Thì trước đó nhá, trước đó này này, nó sẽ là vị trí cuối cùng của thằng 3 nếu có. Còn nếu mà nó không có thằng 3 nhá, thì trước đó nó sẽ là thằng 2, thì có nghĩa là 3 nó không xuất hiện. Thế nên cái yêu cầu thứ 3 thì bọn em sẽ phải biến đổi một chút lower bound, còn yêu cầu thứ 4 thì mình sẽ biến đổi một chút upper bound. Còn yêu cầu thứ 5 nó yêu cầu các bạn là đếm cái số lần xuất hiện của phần tử x trong mảng, đúng không? Thì mình chỉ cần sử dụng cái vị trí cuối cùng ấy. Đấy, mình trừ đi cái vị trí đầu tiên, mình cộng thêm 1 thì nó sẽ ra cái số lượng phần tử xuất hiện, số lần xuất hiện của x ở trong mảng. Hiểu không? Đây sai tùm lum hết này. Ồ, bài này anh chưa code hả? Các bạn đã code bài này chưa? Để xem của Tấn Phát xem nào. Rồi, này nó code này nó code nhìn hơi ghê nhỉ. Thôi, mình sẽ code cái bài số 3 này nhá. Ở đây nó cho các bạn n và x, sau đó là dòng thứ hai là một cái mảng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Này, mình sẽ nhập n và x này. Mảng A đúng không? For i n t bằng 0, i nhỏ hơn n cộng cộng, các bạn xin cho i. Thì đầu tiên này, anh sẽ auto it 1 bằng lowerbound của a và a cộng n với lại là thằng x. Nếu it 1 của mình mà nó khác a cộng n thì có nghĩa là nó tồn tại, đúng không? Nó tồn tại cái vị trí của thằng lớn hơn hoặc bằng x ở trong mảng, thì các bạn chỉ cần cl ra it 1 các bạn trừ đi a thôi thì nó sẽ ra cái chỉ số, còn không thì các bạn sẽ cl ra trừ 1. Đấy là yêu cầu thứ nhất nhá. Yêu cầu thứ hai là cái vị trí đầu tiên của phần tử lớn hơn x, đúng không? Thì mình dùng auto it 2 bằng upper bound a và a cộng n và x, sau đó các bạn kiểm tra là if it 2 của các bạn mà nó khác a cộng n, tức là nó tồn tại, thì mình sẽ cl ra it 2 trừ đi a, nó sẽ ra cái chỉ số của phần tử đấy, còn không thì các bạn cũng cl ra trừ 1. Còn yêu cầu thứ ba nhé, yêu cầu thứ ba ấy thì mình sẽ dùng một cái biến là pot 1 và p 1 và p 2 nhé, để mình lưu cái vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng cho cái y thứ ba và y thứ tư ấy các bạn. Thì mình kiểm tra là gì, nếu mà cái sao của it 1 ấy mà nó bằng x, có nghĩa là gì, cái lower bound nó đã tìm ra được cái vị trí đầu tiên của thằng x, khi đó các bạn chỉ cần cho p 1 bằng IT1 trừ đi A thì nó sẽ ra cái chỉ số đầu tiên của thằng X ở trong mảng. Ok. Thế còn cái IT2 nhé. Cái IT2 là bọn em phải dịch sang bên trái. Mình sẽ phải kiểm tra là đầu tiên là mình sẽ trừ trừ IT2, sau đó mình kiểm tra là if sao của IT2 ấy mà nó bằng thằng X thì các bạn sẽ cho P2 của mình bằng IT2 trừ đi A. Mình dịch ra thằng IT2 là cái vị trí đầu tiên của phần tử lớn hơn X. Mình dịch trái thì nó có thể ra cái vị trí cuối cùng của thằng X nếu thằng X xuất hiện. Còn nếu mà thằng X không xuất hiện
thì có nghĩa là trong mảng của bạn nó không có thằng x, thì cái P2 của bạn nó vẫn bằng trừ 1. Thế thì sau ở đây bọn em chỉ cần CL ra P1 đấy với lại là P2 là được nhé. Thế còn cái ý cuối cùng là nó bắt các bạn in ra cái số lần xuất hiện của phần tử x ở trong mảng đúng không? Mình chỉ cần lấy vị trí P2 là vị trí cuối, mình trừ đi vị trí P1 là vị trí đầu, mình cộng thêm một đơn vị là được. Nhưng mà các bạn phải check nó khác âm 1 nhé. Tại vì là nếu mà bây giờ các bạn lấy luôn P2 trừ đi P1 cộng 1 là nó sẽ ra 1 đấy. Kể cả trong trường hợp nó không xuất hiện đúng không? Nên là mình phải check là P1 của mình ấy nó khác trừ 1 thì mình sẽ CL ra P2 trừ đi P1 cộng 1. Đó, còn không thì nó không xuất hiện thì các bạn CL ra 0. Còn nếu mà các bạn lấy P2 trừ đi P1 cộng 1 thì trong trường hợp mà x nó không xuất hiện nó vẫn in ra 1 đấy. Bởi vì cả hai thằng đều là trừ 1 mà. Đó, thì các bạn sẽ làm được cái bài lower bound và upper bound bài số 3. Đó, bạn ném code vào đây. Thế thôi. Nên là các bạn học ấy, nó không chỉ đơn thuần là bọn em áp dụng phát cái lower bound và upper bound nó ra luôn kết quả đâu. Mà mình cần phải biến đổi nó đi cơ. Đấy, thì các bạn phải có kỹ năng mình phải biến đổi nó đi, mình phục vụ cái bài toán của mình, chứ không phải lúc nào nó cũng hỏi các bạn là vị trí đầu tiên lớn hơn hoặc bằng để mình ốp luôn thằng upper bound đâu, à lower bound đâu. Đấy, hay là vị trí đầu tiên lớn hơn để tìm luôn upper bound, không có. Đấy, thì bạn nào chưa làm được bài này thì tham khảo nhá. Ok. Bài số tư số 4 này, bài này là pair sort đúng không? Bài này nó cho các bạn một cái mảng A gồm n điểm trong hệ tọa độ đô ức y. Yêu cầu các bạn là sắp xếp các cái điểm này theo khoảng cách về gốc tọa độ tăng dần. Nếu hai thằng có cùng khoảng cách tới gốc tọa độ thì in theo hoành độ tăng dần. Nếu mà tiếp tục hoành độ bằng nhau thì in ra tung độ tăng dần. Tức là trong trường hợp này nó có những ba cái yêu cầu đúng không? Có ba yêu cầu. Bài này hình như anh mới hướng dẫn hôm trước hay sao nhỉ các bạn nhỉ? Đúng không? Hình như bài này anh hướng dẫn hôm trước nhỉ? Bài này hướng dẫn rồi đúng không các bạn? Ừ, mình thấy cái chỗ ô lốc n in chỗ sót này thấy quen quen. Ừ, bài này mình hướng dẫn rồi nên mình không nói lại nữa nha các bạn. Bài số 5 của các bạn lấy là pair sort 2. Bài này thì nó yêu cầu các bạn là lưu cái điểm ở trong hệ tọa độ XYZ, tức là ba thằng đúng không, hoành độ, tung độ và cao độ, và yêu cầu các bạn là sắp xếp các cái điểm này theo hoành độ tăng dần. Nếu mà hoành độ cùng nhau thì tung độ tăng dần, nếu mà tung độ bằng nhau thì cao độ tăng dần. Và các bạn phải sử dụng cái pair như thế này để lưu một cái điểm ở trong hệ tọa độ XYZ. Thì cái pair này nó sẽ bị lồng vào nhau đúng không? Thành phần thứ nhất. Thì khi đó các bạn sẽ lưu tung hoành độ ở đây. Các bạn lưu hoành độ ở đây, còn các bạn lưu tung độ ở đây và lưu cao độ ở đây nhá. Thì thực ra cái bài này nó cũng chỉ là sort theo ba yêu cầu thôi mà. Các bạn nào bị làm bị sai không? Một Phúc bị sai này. Ok, bọn em làm này là tốt rồi. Trịnh Tấn Hào, Xuân Đăng. Xem của Thuận nhé, bạn tham khảo code Thuận nhé. Ở đây bạn nên dùng một cái vector, ở đây bạn nên dùng một cái vector p int p int int đúng không, v, sau đó bạn nên nhập. Đó. Ở đây bạn nên sẽ khai báo một cái p ra, sau đó nhập cho first này là hoành độ này, p.second.first là tung độ này, còn p.second.second là cao độ đúng không, xong bạn nên ném cái điểm đấy vào trong cái vector v, sau đó bạn sort và in ra. Ở trong này thì các bạn chỉ cần viết hai cái compare thôi đúng không? Mình kiểm tra là p.first, p1.first khác p2.first thì mình return về p1.first nhỏ hơn p2.first để nó sắp xếp theo hoành độ tăng dần. Còn nếu mà hoành độ bằng nhau thì mình sẽ xét đến tung độ. Tung độ thì nó lưu ở p.second.first. Còn nếu mà tung độ bằng nhau thì mình xét đến cao độ thì nó lưu ở p.second.second. Ok, bài này chuẩn rồi các bạn. Các bạn cũng có thể tạo một cái struct cũng được nhé. Các bạn cũng có thể tạo một cái struct, sau đó là các bạn sort cũng được. Bài sắp xếp lẻ này hình như anh hướng dẫn buổi trước đúng không? Đúng rồi, bài này anh sắp xếp lẻ anh hướng dẫn rồi này. Bài sắp xếp 068. Bài này thì nó lại yêu cầu các bạn là sắp xếp sao cho cái số mà có nhiều chữ số 0, 6 hoặc 8 lớn hơn đứng trước. Nếu có cùng số lượng 0, 6, 8 thì số nào nhỏ hơn sẽ đứng trước à? Thế thì mình sẽ viết một cái hàm đúng không? Mình sẽ viết một cái hàm ở đây, mình sẽ viết một cái hàm là cao nhé.
INTN, sau đó các bạn kiểm tra xem nó có bao nhiêu chữ số 068. Mình kiểm tra if n bằng 0 thì mình return 1, đây là trường hợp đặc biệt. Còn không thì mình tách từng chữ số của nó ra, while n đúng không? Các bạn kiểm tra là if n, ở đây mình dùng INTR bằng n%10, sau mình check. Nếu mà r bằng 0 hoặc là r bằng 6 hoặc là r bằng 8 thì các bạn sẽ tăng biến đếm lên. Sau đó mình lấy n chia 10 và dưới này các bạn return về đếm. Bây giờ mình viết comparator thôi các bạn. INTA và INTB đúng không? Đầu tiên các bạn chỉ cần kiểm tra là if cao của A mà nó khác cao của B thì mình sẽ sắp xếp tăng dần hay giảm dần. Đây nó yêu cầu các bạn là sắp xếp nhiều hơn đứng trước đúng không? Tức là mình return về cao của A lớn hơn cao của B. Thế còn nếu nó cùng cái số lượng chữ số 068 thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần à? Nhỏ hơn đứng trước đúng không? Thì mình sẽ return về A nhỏ hơn B. Thế thôi các bạn. Còn dưới này các bạn nhập mã nhá. Nhập mã sau đó mình sort. Đây các bạn sort A và A cộng N nhé. Sau đó là các bạn for intx hay chấm A các bạn xin ra x là được. Đấy là cái bài gọi là gì nhỉ? Sắp xếp 068 nhé các bạn. Bài này thì nói chung là cho vào để các bạn luyện tập thêm thôi. Ừ, quên mất đấy, anh cho compare vào đây. Rồi. Sắp xếp chữ số nguyên tố à? Bài này cũng tương tự đúng không? Nó cho các bạn một cái dãy mục gồm n phần tử, xong yêu cầu các bạn đã sắp xếp sao cho cái số có nhiều số nguyên tố hơn sẽ đứng sau. Thì các bạn chỉ cần tách nó ra thôi, sau đó mình kiểm tra nó là 2, 3, 5, 7 đúng không? Thì mình tăng biến đếm lên là được. Ở đây nó bảo là nếu mà trong trường hợp có số nhiều số có cùng số lượng chữ số nguyên tố thì số nào xuất hiện trước sẽ in ra trước. Nên là khi mà sort mình sẽ phải dùng stable sort. Đấy. Đây mình viết một cái hàm để đếm số lượng chữ số nguyên tố của một số này. Sau mình chỉ cần return về nguyên tố A lớn nguyên tố B để nó sắp xếp theo số lượng chữ số nguyên tố giảm dần. Và trong main thì mình dùng stable sort để mà trong trường hợp nó có cùng số lượng chữ số nguyên tố thì mình cho nó giữ cái thứ tự tương đối ban đầu. Đó, đấy là cái bài sắp xếp chữ số nguyên tố. Ừ, bài này anh hướng dẫn rồi. Bài này cũng dễ đúng không các bạn? Cho mảng PAE gồm N, P, sắp xếp mảng P theo second tăng dần. Nếu second bằng nhau thì sắp xếp cho first giảm dần. Bài này thì khá là basic rồi. Bạn tự triển khai nhé. Bài 10 là gì đây? Cái này cũng thế đúng không? Sắp xếp theo cái trị tuyệt đối của first trừ đi second tăng dần. Nếu mà trị tuyệt đối của first trừ đi second tăng dần thì cho first tăng dần. Nếu first bằng nhau cho second giảm dần. Bài này mình không chữa nữa các bạn. Nó dễ à. Bài 11 là bài first position đúng không? Là cái vị trí đầu tiên của thằng x ở trong mảng. Thì như lúc nãy mình hướng dẫn thôi là các bạn dùng lower bound ấy. Đúng không? Các bạn chỉ cần tìm ra lower bound của cái phần tử x ở trong mảng ấy. Mà cái lower bound đấy là thằng x thì đấy là vị trí đầu tiên. Còn nếu mà nó không phải là thằng x có nghĩa là thằng x không xuất hiện trong mảng. Đây mình sẽ nhập vào n và x nhé. Sau đó là các bạn chỉ cần auto it lower bound thôi, auto it lower bound a với a cộng n và x, sau đó các bạn chỉ cần kiểm tra là if sao của it của bạn ấy mà nó bằng x ấy, thì đấy là vị trí đầu tiên, thì các bạn cl ra it trừ đi a nó ra chỉ số, còn không thì x nó không xuất hiện trong mảng của mình nên mình ra trừ một. Thế ví dụ như trong trường hợp này của các bạn thì cái it này của bạn nó có giá trị là bao nhiêu? Đối với cái mảng này và cái x này thì cái IT của mình này có giá trị là bao nhiêu? Auto IT bằng lower bound A cộng N với X thì cái IT kia có giá trị là gì các bạn? Giá trị bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? 16 với 9 thì cái IT kia nó có giá trị là bao nhiêu?
Sao lại 10 với 11 ở đây? Anh hỏi cái IT nó có giá trị là bao nhiêu cơ mà. Sao lại IT bằng A cộng N được Nguyễn Bách? Cái lau bao này nó trả về cái vị trí đầu tiên của phần tử lớn hơn hoặc bằng x cơ mà, thì thằng 9 này thì trong này thiếu gì cái thằng lớn bằng x. Mà anh có nhắc rồi, đấy là cái lau bao này đối khi mà các bạn áp dụng trên mảng thì nó trả về con trỏ. Nó trả về con trỏ đến cái phần tử đầu tiên lớn hơn hoặc bằng x ở trong mảng. Tức là khi đó cái IT của bạn là nó là con trỏ trỏ đến thằng 11 này này. Đây là thằng đầu tiên mà lớn hơn hoặc bằng 9 thì nó sẽ nằm ở chỉ số mấy? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thế nên là cái IT của bạn khi đó nó sẽ có giá trị là A cộng với 10. Nó là con trỏ trỏ đến cái phần tử A10. Được chưa? Ok, sau đó mình check thì mình thấy là cái thằng này nó không phải là số số 9, không phải là x. Thế nên có nghĩa là thằng chín 9 nó không xuất hiện nên mình sẽ y ra trừ 1. Còn nếu mà thằng 9 nó xuất hiện thì các bạn chỉ cần lấy A cộng 10, các bạn trừ đi A đây này, lấy IT trừ đi A thì nó sẽ ra cái chỉ số là 10 này. Ok. Đó. Mình test thử xem là các bạn còn nhớ hay không. Đấy là bài first position nhá, vị trí đầu tiên. Thứ hai là last position là vị trí cuối cùng. Vị trí cuối cùng thì các bạn lại dùng upper bound, các bạn dịch trái nha, các bạn dịch trái. Nếu mà dịch ra thằng trái mà nó ra cái vị trí của thằng x thì đấy là vị trí cuối cùng. Còn nếu mà dịch trái nó không ra cái vị trí đấy thì thằng x nó không xuất hiện. Nên ở đây các bạn sẽ dùng cái chỗ này là upper bound. Đó. Sau đó là mình cho trừ trừ IT. Ok, để dịch ra cái thằng đằng trước, cái thằng lớn hơn x ấy. À, nếu mà dịch ra cái thằng đứng trước thằng lớn hơn x đấy, upper bound là vị trí đầu tiên lớn hơn x đúng không? Mình dịch trái mà nó ra được cái thằng x thì đấy là vị trí cuối cùng. Còn nếu mà dịch trái nó không ra thằng x, có nghĩa là x không xuất hiện. À, ví dụ trong trường hợp này các bạn sẽ thấy là x nó không xuất hiện, nó sẽ không tìm được, nó in ra trừ 1 đúng không? Và cái mảng này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tìm ra được cái vị trí cuối cùng của thằng 3, nó chính là 4, chỉ số 4 thằng này. Đó. Ok, các bạn lấy và submit nhé. Bài cuối nhé các bạn, là bài lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x. Cho mảng A gồm n phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nhiệm vụ của bạn là tìm cái giá trị của phần tử, giá trị nhé, không phải chỉ số đâu. Lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x trong mảng, hoặc là kết luận là x không xuất hiện. Thực ra là chuẩn thì nó gọi là, hoặc kết luận là không xuất hiện, chính xác hơn chứ không phải là x không xuất hiện. Thì ở đây ấy, ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy là, ví dụ như các bạn có một cái mảng như thế này, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 8, 9, và cái x của các bạn ấy, nó bằng 6. Thì nhiệm vụ của đề bài nó yêu cầu các bạn là tìm ra cái thằng lớn nhất mà nhỏ hơn hoặc bằng x. À, thì là thằng nào, thằng mấy, thằng 5 đúng không? Đây là thằng lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 6 này. Còn nếu mà nó có thằng 6 thì nó lại là 6 đúng không? Thế cách làm là gì? Đấy là mình sẽ upper bound thằng x. Mình sẽ upper bound thằng x. Upper bound thằng x là nó trả về cái vị trí đầu tiên, hay nói cách khác là cái giá trị nhỏ nhất lớn hơn x. Thì trước đó, trước cái vị trí đấy nó sẽ là thằng lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn upper bound thằng 6 đúng không? Nó ra thằng đây là thằng đầu tiên, hay nói cách khác là thằng nhỏ nhất lớn hơn 6. Thì trước nó này này sẽ là thằng lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 6. Thế nên là các bạn sẽ dùng upper bound xong các bạn dịch trái. Ok chưa? Ở đây ở đây trường hợp mà nó không tìm thấy là trường hợp nào các bạn? Trong trường hợp này khi nào nó không có cái thằng mà nhỏ hơn hoặc bằng x? Khi nào? Nếu mà các bạn áp dụng upper bound ấy, các bạn tìm upper bound thằng x ấy mà nó không, mình kết luận là nó không có thằng nào nhỏ hơn hoặc bằng x thì khi nó xảy ra khi nào? X bằng 1 á, sao lại x bằng 1? Ví dụ như trong trường hợp này các bạn mà tìm ra cái thằng lớn nhất mà nhỏ hơn nó bằng 0 ấy là nó không có tìm thấy đâu. Được chưa? Tức là trong mảng của bạn toàn những cái thằng lớn hơn x đúng không? Thì khi đó ấy, các bạn mà dùng upper bound thằng x ấy là nó trả về cái vị trí đầu tiên đấy. Có đúng không? Bây giờ các bạn upper bound thằng 0 có phải nó ra thằng này đúng không? Thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn tìm ra upper bound của x mà nó ra vị trí đầu tiên này này, có nghĩa là trong mảng của bạn nó không có thằng nào lớn hơn nó bằng, à, xin lỗi, không có thằng nào nhỏ bằng x cả, bởi vì cái thằng đầu tiên nó đã cái thằng lớn hơn x rồi.
đúng không? Thì lấy đâu ra cái thằng nhỏ hơn nó bằng x. Thì cái bài 13 này thì các bạn sẽ làm như sau, đấy là các bạn sẽ upper bound, sau đó các bạn kiểm tra là nếu mà IT của các bạn ấy nó bằng A, tức là nó trả về cái vị trí đầu tiên ấy, có nghĩa là trong mảng của các bạn nó không có thằng nào nhỏ hơn nó bằng x cả, thì các bạn sẽ CL ra là not found. Còn không thì mình sẽ CL ra IT trừ đi A. Đó. Ok. Đây ví dụ trong trường hợp này nó ra 2 này các bạn. À giá trị à các bạn, giá trị thì các bạn share ra sao của IT nhé, mình lại lấy vị trí. Đó. Con test này chủ yếu là cho các bạn sử dụng cái thành thạo cái xin lỗi trừ trừ IT đã chứ. Sử dụng cái thành thạo cái comparator với lại là sử dụng lower bound, upper bound sao cho nó ok. Đó. Sau này khi mà mình làm bài tập ấy đúng không? Nếu giả sao chẳng may mà mình cần phải sắp xếp theo cái yêu cầu gì đó, hay là mình cần phải dùng lower bound hay upper bound thì mình sẽ không cần phải nói lại cái kiến thức đấy nữa. Mình đã học qua làm qua rồi các bạn đúng không? Dùng buổi học hôm nay ngày thứ ba thì anh đã chữa xong con test comparator đúng không? Và lower bound, upper bound đấy. Ok, xong con test này nhá các bạn. Các bạn có vẻ hơi lười làm bài tập đấy. Con test set map này thì con test vector và pair là xong rồi này, đúng không? Con test comparison function này cũng xong này. Con test set map này còn 5 bài cuối hả các bạn? Này anh cho hơi nhiều ấy. Còn 5 bài cuối này đúng không? Ok, anh sẽ chữa 5 bài cuối này là xong con test hay gì? Có chuẩn không đây? Ok, thế mình sẽ vào cái bài xét và kiểm tra nhé. Ồ, bài này thì ngon rồi. Đúng không? Nó cho mảng A gồm N ký tự. Bạn hãy đếm xem trong mảng của bạn nó có bao nhiêu ký tự khác nhau. Thế ngon quá đúng không? Đưa hết cái ký tự này vào trong xét là xong. Đó. Thôi nó có liên quan đến string đâu em. À nó cũng có một một hai bài liên quan đến string này. Cái bài set và kiểm tra này thì em chỉ cần đưa tất cả các ký tự này vào trong set. Nó yêu cầu các bạn in theo thứ tự từ điển tăng dần đúng không? Giảm dần thì nó có nhiều cách lắm. Ở đây anh sẽ khai báo một cái set tra ra đây. SE nhé. Sau đó là các bạn nhập n là số lượng ký tự này. Các bạn làm cái vòng for chạy từ 0 cho tới n. Đấy, mỗi lần các bạn nhập một cái ký tự cha C vào đây, sau bạn em insert nó vào trong cái set là được. SE.insert C. Đó. Sau đó mình CL ra set.size thì nó sẽ ra cái số lượng ký tự khác nhau ở trong cái mảng ký tự ban đầu. Còn gì nhỉ? In ra các cái ký tự theo thứ tự từ điển đến từ bé đến lớn thì các bạn duyệt for cha x2.s các bạn in ra là được, thì nó sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần về từ điển. Còn nếu mà theo thứ tự từ điển giảm dần thì có nhiều cách lắm. Một là các bạn dùng iterator ngược của set để các bạn in từ cuối về. Hai là bọn em có thể đưa các cái phần tử ở trong cái set này ra một cái vector. Đấy, sau đó tí nữa mình duyệt cái vector ngược lại. Thế là xong. Ở đây anh sẽ dùng iterator ngược nhé. For auto it bằng se.rbegin. Đó. It khác se.rn. Cộng cộng it đúng không? Đó. Sau đó các bạn cl ra sao của it. Thì nó in cho các bạn theo thứ tự từ điển giảm dần. Thế giả sử đi thi hay là đi làm hay là đi phỏng vấn, đi tham gia vào cái bài tập gì đó mà cái chỗ này của các bạn lại không biết là duyệt theo thứ tự ngược nào thì mình cũng phải biết chầy cối một tí chứ đúng không? Nhiều bạn cái kỹ năng kém quá. Ví dụ như trong trường hợp này mình biết là các cái phần tử trong set của mình nó sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần đúng không? Nên mình duyệt set in ra là nó sẽ theo thứ tự từ điển tăng dần. Mà theo thứ tự từ điển giảm dần là ngược lại đúng không? Thế thì lúc đấy lại loay hoay bảo chết rồi. Ông ấy ông dạy theo kiểu iterator ngược mà mình quên mất bây giờ không biết xử lý như thế nào. Thì mình cũng phải chầy cối, mình biết được cái cách là mình đưa hết các cái phần tử trong set này ra này này. Mình lưu vào một cái vector. Thì cái vector đấy nó sẽ lưu các cái ký tự theo thứ tự từ điển tăng dần. Mình
lật ngược nó lại, in từ cuối về là được đó, đúng không? Có lúc đấy lại loay hoay không biết là ngồi như thế nào, chẳng nhẽ ngồi lúc đấy mình lại, chỗ này là SE các bạn, chẳng nhẽ lúc đấy mình lại ngồi đấy mình loay hoay mình không biết sửa, ít ra mình cũng phải biết chày cố một tí đúng không? Đó. Đấy là bài 21 nhá. Số lần xuất hiện, số lần xuất hiện thì các bạn dùng map rồi nhé. À không, cho mảng A gồm n phần tử, nhiệm vụ của bạn là đối với mỗi phần tử trong mảng bạn hãy chỉ ra đó là lần thứ mấy nó xuất hiện. Ví dụ như cái mảng của bạn là 2, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 3 thì đây là lần đầu tiên thì các bạn in ra 1 này. Thằng này lần đầu tiên in ra 1 này, lần đầu tiên in ra 1 này, thằng này thì lần thứ 2 rồi các bạn in ra 2. Thằng này là lần thứ 3 các bạn in ra 3, thằng này là lần thứ nhất, thằng này là lần thứ 2, thằng này là lần thứ 2. Đó. Ý là mỗi lần các bạn in ra một cái phần tử ở trong mảng thì mình phải check xem nó đấy là lần thứ mấy, thì các bạn có thể dùng map cũng được mà dùng multiset để đếm cũng được mà đúng không? Đây các bạn sẽ làm như sau. Các bạn khai báo một mảng thôi. INTN đúng không? Sau đó các bạn for INT bằng 0, i nhỏ hơn n cộng cộng các bạn xin cho AI này. Ok. Sau đó mình dùng một cái map hoặc là một cái multiset cũng được. INTSE đúng không? Sau đó các bạn duyệt từ đầu đến cuối. Mỗi lần mà các bạn duyệt qua thằng AI ấy, thì các bạn chỉ cần insert nó vào trong cái set. Sau đó mình cl ra là set chấm cao của AI là được. Thì nó sẽ xác định xem là đây là lần thứ mấy mà bạn gặp cái giá trị là AI. Thế là xong. Hoặc là các bạn dùng map cũng được nhé. Trong chỗ này các bạn dùng map cũng được. Tùy các bạn. Đấy, thì nó sẽ ra được như thế kia. Ok, 1, 2, 4 đúng không? Tiếp theo là liệt kê tần suất chẵn. Cho mảng A gồm n phần tử, hãy in ra các cái giá trị có số lần xuất hiện chẵn trong mảng. Bài này thì khá là basic đúng không? Em chỉ cần dùng một cái map. À, dùng một cái map, sau đó thì mình đếm tần suất, sau đó mình duyệt qua map thôi. Thì nó sẽ in theo thứ tự từ bé đến lớn, còn in theo thứ tự từ điển, à, thứ tự giảm dần thì mình lại duyệt ngược lại cái set là được. À, xin lỗi, duyệt ngược lại cái map. Ở đây anh sẽ dùng một cái map. Anh sẽ dùng một cái map INT MP đúng không? Sau đó các bạn duyệt các cái phần tử ở trong mảng INTX 2.E, các bạn cho map của x cộng cộng để mình tăng tần suất của nó lên. Bây giờ các bạn chỉ cần duyệt for auto IT 2.map thì các bạn kiểm tra cái tần suất của nó ấy, là IT.second phần trăm 2 mà bằng 0 thì các bạn sẽ CL ra IT.first. Đấy, với cái tần suất của nó là IT.second. Thì đây là in theo thứ tự từ bé đến lớn. Mình duyệt cái map thì nó sẽ thuận là theo thứ tự bé đến lớn. Còn in theo thứ tự giảm dần thì các bạn phải dùng iterator ngược đúng không? For auto IT bằng map.rbegin IT khác map.rn cộng cộng IT. Sau đó các bạn kiểm tra là sao của IT.second đúng không? Phần trăm 2 mà bằng 0 thì các bạn sẽ cl ra sao của IT.first đó. Thì đây chính là cái ký tự đó, à, số đó. Còn sao của IT.second thì nó chính là cái tần suất. Thế nhiều bạn bảo là chưa rồi. Nhiều bạn bảo là ở trên nhiều bạn hay thắc mắc với cái mình cái này, đấy là ở trong cái code này nó có hai cái thằng auto đúng không? Thằng thứ nhất đây và thằng thứ hai đây. Thế nhiều bạn thắc mắc là tại sao trong cái IT thứ nhất thì khi mà truy cập vào cái first với second của một phần tử ở trong pair thì mình sẽ dùng luôn là IT.first và IT.second. Còn dưới này mình lại phải giải tham chiếu. Bạn nào biết không? Tại sao ở trên thì mình dùng luôn là IT.first và IT.second, còn ở dưới thì mình lại phải giải tham chiếu cái IT đấy xong mình mới chấm first và chấm second. Sao nhỉ? Không biết à? Ê, hơi căng nhỉ? Đó. Thằng auto thứ nhất là pair, thằng thứ hai là iterator. Ừ, chính xác. Ừ, khi mà các bạn viết là for auto IT 2.map như thế này thì thằng IT của mình khi đó nó là một cái pair rồi, đúng không?
Còn dưới này các bạn vẫn dùng là auto IT nhưng mà bản thân của nó không phải là cái pair nữa mà nó là cái iterator do các bạn gán cho nó là map.rbegin mà. Đúng không? Thế nên là cái thằng IT này ở trên này với IT ở dưới này mặc dù nó đều là auto nhưng mà cái kiểu của nó là khác nhau. Đó. Thế nên khi mà các bạn truy cập vào first với second là mình cũng phải khác nhau. Thì đấy là cái bài gọi là gì nhỉ? Tần suất chặn nhé các bạn. Đó, tần suất chặn. 02 đúng không? 24 2402 rồi các bạn nộp vào đây là xong. Map và string thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn string xong mình sẽ hướng dẫn bài 24 này. Cho mảng A gồm n phần tử, gọi mảng B là mảng chứa các cái phần tử khác nhau trong mảng A, hãy in ra này, thứ nhất là số lượng phần tử của mảng B thì nó chính là cái số lượng phần tử khác nhau đúng không? Thì các bạn chỉ cần dùng một cái set là được. Thứ hai nó yêu cầu các bạn in ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mảng B, và thứ ba đấy là in ra giá trị lớn thứ nhì và nhỏ thứ nhì của mảng B. Dữ liệu đảm bảo là mảng B có ít nhất hai phần tử. Ok. Thế thì thực chất ra cái người ta nói là mảng B cho nó mang tiếng là mảng thôi, còn bọn em dùng set. Tức là mình sẽ lưu cái mảng A của các bạn vào cái set. Được chưa? Thì khi đó mình có thể truy xuất ra cái số lượng phần tử của mảng B, rồi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn thứ nhỏ, giá trị lớn thứ nhì và giá trị nhỏ thứ nhì, có gì đâu. Ở đây các bạn nhập mảng A, sau đó các bạn dùng cho mình một cái set nhá, intse. Để mình lọc ra các cái giá trị khác nhau ở trong mảng A mà, đúng không? Các bạn cho se.insert x và các bạn share ra set.size thì nó sẽ ra cái số lượng phần tử khác nhau trong mảng B. Còn cái giá trị nhỏ nhất ấy và giá trị lớn nhất đúng không? Lớn nhất và nhỏ nhất. Lớn nhất thì các bạn sẽ share ra cái thằng ở cuối của set, mà thằng ở cuối của set thì nó bị quản lý bởi cái iterator là rbegin đúng không? Các bạn share ra set.rbegin như thế này là được, nó ra cái thằng lớn nhất. Còn cái thằng nhỏ nhất thì các bạn share ra set.begin. Đó. Ok. Mình thông qua cái iterator cuối và iterator đầu mình lấy ra được thằng lớn nhất và nhỏ nhất. Còn lớn thứ nhì và nhỏ thứ nhì ấy, thì các bạn sẽ dùng cho mình là auto IT1. Các bạn cho nó bằng set.begin, sau đó là các bạn cộng cộng. Thì khi đó nó sẽ nhảy ra cái thằng thứ hai ở trong set, thì đây là cái thằng nhỏ thứ nhì. Còn auto IT2 của các bạn nó sẽ bằng sao của set.rbegin. Xin lỗi, set.rbegin thì nó sẽ là cái thằng lớn nhất đúng không? Sau đó các bạn cộng cộng IT2 thì nó sẽ nhảy ra cái thằng lớn thứ nhì. Ở đây các bạn phải cộng cộng bởi vì nó là iterator ngược đúng không? Đó, các bạn CA ra sao của IT1 với lại là sao của IT2 thì như là thằng lớn hơn trước hay sao các bạn nhỉ? Lớn hơn trước nên các bạn là IT2 và IT1. Đó. Ok. Thì đấy là cái bài cuối cùng ở trong con test set nhé các bạn. Nào nó chưa làm được thì tham khảo. Ok. Rồi, mình ném vào đây là xong. Set nó dễ dùng đấy mà các bạn nhé. Cái kỹ năng về set với map mà các bạn không có thành thạo thì làm sao mà các bạn code tối ưu được. Như thế, các bạn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật nó cũng chỉ mức gọi là cơ bản thôi. Chứ nó không không được gọi là học cấu trúc dữ liệu giải thuật mức nâng cao và khó để mà đi phỏng vấn, đi xin việc được. Rồi, ok, thế là xong. Xong năm bài cuối đúng không? Năm bài cuối con test set map. Và đây anh sẽ đánh dấu là cái con test này là xong. Đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ sang string nhá. Ở đây có bạn nào chưa biết string không? Có bạn nào chưa biết string không? Ừ, làm full thôi, bài tập bỏ vào bài tập cho trong con test cho là mặc định là làm full chứ nó không có cái con test nào là yêu cầu bọn em chỉ làm 10 bài hay 20 bài. Các bạn mà học cấu trúc dữ liệu giải thuật của mình mà các bạn còn chưa học string thì không biết là các bạn học C cộng cộng để làm gì. Có khi người ta dạy các bạn chỉ có, mình thấy nhiều trường dạy C cộng cộng chỉ dạy có mỗi mảng ký tự chứ không, họ không dạy string, không dạy vector, không dạy set map với lại là sort đâu. Thế string nó là cái gì? String nó là một cái lớp để xử lý sâu ký tự, nó giống như một cái mảng ký tự ấy.
nhá. Các bạn cứ coi cái thằng string này như là một cái mảng ký tự. Đấy, nhưng mà nó một có một cái hay đấy chính là nó có thể mở rộng thu hẹp như kiểu cái vector luôn. Đấy. Tức là các cái phần tử của cái thằng string này nó là cái ký tự character ấy, cái kiểu tra của các bạn ấy. Đấy. Và khi mà các bạn mở rộng thu hẹp, xóa sâu hay thay đổi sâu thì cái kích thước của nó tự thay đổi theo. Thằng này được dùng để mà xử lý sâu ký tự ở trong C cộng cộng. Khi mà các bạn muốn xử lý đoạn văn, xử lý tên người, xử lý email, vân vân thì các bạn sẽ dùng string nhé. Đó. Tại vì ở trên trường đại học thì người ta sẽ không có thời gian để hướng dẫn cho các bạn từng tí một. Các bạn học trường đại học là các bạn phải tự học nhiều. Nó có thể thay đổi được em ạ. Thì để mà khai báo string thì các bạn khai báo như thế này rồi. Thôi string sau đó là tên của string. Ví dụ như anh có thể khai báo một cái string s như thế này. Đó. Thì khi đó cái nội dung của thằng s của bạn nó đang rỗng. Nên là khi mà các bạn cl ra s thì nó sẽ không có cái gì cả. Và khi mà các bạn dùng cái hàm này hàm sai thì nó sẽ là bằng không, tức là nó chưa có ký tự nào cả. Đấy. Ừ. Nói chung là có ít trường mà người ta dạy đầy đủ cho các bạn được các cái kiến thức về ví dụ như có trường trường Thủy Lợi người ta dạy cái môn là môn lập trình nâng cao thì phải. Mình thấy có một đứa em mình nó học ở Thủy Lợi, nó trước nó học khóa C cộng cộng của mình, nó bảo là học lập trình nâng cao nhưng mà đến lớp thầy cô cũng chả có hướng dẫn mấy cái như là set map hay sắp xếp sort comparator các thứ đâu, nó không hướng dẫn cái đấy. Nó bảo là mình lớp nó code cái kiểu đấy, mình nó code được kiểu đấy, còn đâu thì cũng loanh quanh mấy bài cơ bản. Ví dụ nhá, anh có một cái show là 28 text như thế này, các bạn sẽ cho cái nội dung của cái chuỗi đấy vào trong cái dấu nháy kép. À, thì bây giờ cái nội dung của bạn nó chính là 28 text, số lượng ký tự ở trong cái sâu của nó mình cái số lượng phần tử này nó sẽ là 6 đúng không? Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh à, ở trong này các cái khóa học của anh mấy bạn học ở trường khoa học tự nhiên với trường khoa công nghệ thông tin ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì học rất là nhiều ấy. Rồi, các bạn xem ra S và S chấm sai là xong nhé. Đấy. Ok, thì các bạn sẽ có cái hàm đầu tiên là hàm sai để mình in ra cái số lượng ký tự ở trong sâu. Thế còn để mà nhập sâu từ bàn phím ấy, UET cũng nhiều. Nói chung là miền Bắc nhiều thì là trường UET với trường Vertis. Đấy. Tại vì hai trường này nó học C cũng cộng nhiều, với lại là cái phần thuật toán của họ cũng khá là khó, nên họ họ cả, học cả môn toán rời rạc, nó có đồ thị giữa các thứ ấy. Còn trong trong miền Nam thì có trường UIT với trường khoa học tự nhiên với bên sư phạm kỹ thuật là nhiều. Tại vì đại học Bách Khoa họ dạy bằng C thì phải. Dạy bằng C thì phải. Rồi ok. Sao nữa nhỉ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhập chuỗi từ bàn phím. Đó. Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh thì anh không rõ lắm, nhưng mà cái anh thấy là cái chương trình học của Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh khá là khó. Rồi, ví dụ nhé, các bạn muốn nhập từ bàn phím thì các bạn có thể sử dụng C in. Đó. Đây, các bạn dùng C in cho S như thế này là được. Thì các bạn biết rồi, đấy là C in thì nó sẽ dừng nhập khi mà nó gặp dấu cách đúng không? Nó sẽ dừng nhập khi mà nó gặp dấu cách. Thành ra là trong trường hợp mà cái chuỗi của bạn nó có dấu cách ấy, hay là có dấu xuống dòng là nó không nhập được. Ví dụ như 28 text thuật toán chẳng hạn, thì nó chỉ nhập cho các bạn được cái từ đến từ 28 text thôi, còn đến cái dấu cách này là nó dừng. Đấy. Thế nên là khi mà các bạn muốn nhập sâu mà nó không có dấu cách ấy, thì các bạn có thể dùng C in. Đấy, ok. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn nhập một cái sâu mà nó có cả dấu cách thì các bạn phải dùng hàm khác có tên là getline nhé. Getline nó có hai tham số như sau, đấy là getline nó có hai tham số, một là C in, hai là cái sâu mà các bạn muốn nhập. Được chưa? Đây cú pháp của hàm getline như thế này. Cái C in này nó chính là cái luồng vào từ bàn phím của các bạn ấy.
Còn cái S này là cái sâu mà các bạn muốn nhập cái nội dung ở trong cái luồng bàn phím đấy cho thằng S. Thì cái cách thức hoạt động của hàm getline này là nó cứ đọc các cái ký tự ở trong cái luồng cin luồng vào ấy, cứ đọc 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 đến bao giờ nó gặp cái phím enter ấy, cái ký tự xuống dòng ở cuối câu ấy, thì nó sẽ dừng nhập và nó sẽ đưa tất cả các ký tự mà nó đọc được nó gán cho thằng S. Thế nên trong trường hợp này các bạn thấy là nó sẽ đọc 28 text thuật toán, và sau khi mà đọc xong từ toán ấy, sau này nó có phím enter ở cuối ấy, thì nó đọc được cái phím enter đấy thì nó dừng, và tất cả cái nội dung mà nó đọc được ở trên cái dòng đó là nó gán cho S. Getline mà, getline tức là lấy cả dòng, đúng không? Đó. Ok, thì các bạn CLS ra s.size là được. Đây, thì các bạn sẽ thấy là nó nhập được cả một cái sâu có dấu cách này. Và cái nội dung của nó thì có 17 ký tự. Thế thôi, nhập chuỗi mà có dấu cách thì mình dùng getline, mà nhập chuỗi không có dấu cách thì mình dùng cin nhá. Và khi mà các bạn sử dụng getline này thì khi mà các bạn sử dụng getline này thì nó sẽ hay bị trôi lệnh. Bị trôi lệnh. Nó sẽ xảy ra cái tình huống như thế này, ví dụ như các bạn thường là các bạn nhập một cái số trước khi mà các bạn sử dụng getline như này. Ở đây anh sẽ dùng một cái biến n. Space cũng là một ký tự. Ở đây ví dụ như các bạn khai báo một cái biến n, sau đó là các bạn xin cho n. Đó. Ok. Sau khi mà các bạn xin cho n xong thì các bạn tiếp tục khai báo một cái sâu S và các bạn getline cho sâu S. Thì đây cái thằng 28 này nó sẽ nhập cho n. Và cái nội dung này thì nó sẽ nhập cho cái sâu S, đúng không? Thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là tình trạng trôi lệnh. Đó, trôi lệnh. Thì các bạn sẽ thấy là n của bạn thì bằng 28, nhưng mà cái sâu S của bạn đây này, khi mà các bạn in ra chỗ này là nó rỗng này, và cái số lượng ký tự của nó là bằng 0. Tại vì sao? Cái nguyên do ấy, đấy là do cái cách thức hoạt động của getline là nó sẽ dừng nhập khi mà nó gặp enter. Đấy. Còn cái bản thân thằng cin này thì thường là nó sẽ để lại cái phím enter ở trong bộ đệm bàn phím. Ví dụ như sau thằng 28 này của bọn em thì nó có dấu xuống dòng, có dấu enter, đúng không? Thì khi mà các bạn cin cho n ấy, thì nó sẽ lấy số 28 nó nhập cho n. Nhưng mà cái phím enter ở đằng sau thằng 28 ấy, cái dấu xuống dòng ở chỗ đằng sau 28 thì nó vẫn nằm ở trong cái luồng vào là luồng cin. Đấy, nó vẫn nằm ở trong cin nhá. Thế thì đến cái câu lệnh số 13 ấy, thì cái thằng getline này nó sẽ getline cin và s, tức là nó sẽ tiếp tục nó đọc từ cái luồng cin ra. Và khi mà nó đọc từ luồng cin ra thì nó đọc ngay phải cái phím enter ở đằng sau thằng 28 ấy. Đó. Mà bản chất cái thằng getline này nó sẽ làm sao? Nó sẽ dừng nhập khi mà nó gặp enter. Thế là nó tưởng là nó nhập xong rồi thì nó dừng luôn. Nên là các bạn chưa kịp nhập cái nội dung này đó, thì nó đã trôi qua rồi. Và khi đó cái sâu nội dung S của bạn nó chả có ký tự nào cả. Được chưa nhỉ? Đấy là lý do. Đó. Thông thường là do các bạn nhập cin trước getline là nó hay bị cái đó nhá. Các bạn mà dùng cin trước getline là nó bị trôi lệnh như vậy. Thì cái cách xử lý đấy là mình sẽ phải xóa cái phím enter đằng sau thằng 28 này. Xóa cái phím enter đằng sau thằng 28 này. Ok, bằng cách là các bạn có thể dùng câu lệnh là cin.ignore. Cin.ignore 1 đó. Tức là mình xóa đi một ký tự ở trong cái luồng cin. Ignore là loại bỏ, đúng không? Cin.ignore 1 tức là loại bỏ đi một ký tự ở trong luồng cin. Thì bây giờ khi mà các bạn nhập n là 28 đúng không? Thì trong luồng cin của mình nó có phím enter đấy thì các bạn cin.ignore thì nó sẽ xóa cái phím enter đấy đi. Nên là đến xuống dòng số 14 các bạn getline thì thằng getline nó sẽ đọc đấy, nội dung này chứ nó không đọc phải cái phím enter thừa đấy nữa. Đó, thì nó không bị trôi lệnh. Thế nên là các bạn cần phải lưu ý nhá. Đấy là khi mà các bạn dùng cin trước getline là nó hay bị trôi lệnh. Ok. Và cách xử lý là mình sẽ dùng thêm câu lệnh cin.ignore để mình loại bỏ đi cái ký tự enter đó. Thì bây giờ các bạn thấy nó nhập được rồi. Ok. Hoặc là các bạn bỏ số 1 này đi cũng được thì nó cũng mặc định là 1. Nên là mình dùng cin.ignore như này thì nó cũng mặc định là xóa đi một ký tự. Chứ còn nếu mà các bạn có thêm một cái sâu T nữa ấy, mà các bạn getline thì các bạn không cần nhá. Đấy, ví dụ như đây các bạn getline cin và T như thế này thì bọn em lại không không cần phải xử lý trôi lệnh nữa. Đấy. Tại vì là ví dụ như cái dòng thứ ba của bạn là lập trình chứ. Thì ở dòng thứ hai các bạn đã get line rồi ấy, thì đến dòng thứ ba các bạn get line thì các bạn không cần dùng cin cho ignore nữa. Bởi vì cái hàm get line này thì nó khác cin. Cin là nó nhập nhưng mà nó để lại cái phím enter. Còn cái thằng get line này nó sẽ nhập đến cuối dòng và nó xử lý luôn cái phím enter. Thế nên là trong trường hợp này các bạn get line cin s ấy, là sau cái phím enter đằng sau thằng này nó sẽ tự được xử lý luôn chứ nó không để lại.
Thế nên là các bạn get line tiếp theo nó không bị trôi. Đó. Chứ không phải là trước get line là có xin chấm ignore là sai nhá. Bao giờ trước get line mà các bạn thừa cái phím enter ấy, hoặc là thừa cái sử dụng xin ấy, thì các bạn mới cần xin chấm ignore. Trong trường hợp này các bạn sẽ được cái nội dung là lập trình rồi này. Còn nếu mà các bạn cứ xin cho get line, các bạn dùng xin cho ignore trước, nó sẽ mất đi các cái ký tự ở trong cái show này. Thì đấy là tất cả về cái phần nhập xuất string ở trong C cộng cộng. Các bạn nào có câu hỏi gì không? Nhập xuất thì C in thì mình nhập cái show không có dấu cách, còn get line thì mình nhập show có gọi là gì nhỉ, có nó để lại hết em ạ, nó chỉ nhập mỗi số thôi. Đấy là nhập sâu đó. Vậy sau khi nhập n rồi, nhập phần tử mạng nó enter là sao nhỉ? Vậy sau khi nhập n rồi, nhập phần tử mạng nó enter được. Xin clear thì anh không 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 rõ lắm. Xin clear chắc là nó xóa hết cái các ký tự trong luồng xin rồi. Nhưng mà em, câu hỏi của em anh đọc anh không hiểu ấy. Vậy sau khi nhập n rồi nhập phần tử mạng nó enter được. Không đọc không hiểu lắm. Xin thì nó bỏ hết dấu cách, bỏ hết enter mà. Nếu có một chuỗi vừa có space lặp lại, mình vừa enter mà mình muốn lấy cái chuỗi phần tử đấy thì làm như nào? Nếu có một chuỗi vừa có space lặp lại, vừa có enter mà mình muốn lấy cái phần tử chuỗi đấy thì làm như thế nào? Có nghĩa là nó có cả cái dấu xuống dòng á. Có nhiều dấu xuống dòng á. Cái chuỗi của em nó có dấu xuống dòng á hả? Mình lấy phần tử trong không hiểu lắm. Để nếu mà nó có nhiều dòng như thế thì rất là khó xử lý. Nếu mà có nhiều dòng như thế này thì em phải lưu mỗi thằng là một cái string. Đó. Cái kiểu như này à. Như này cái gì? Kiểu cái show của em nó có cả dấu cách với cả dấu xuống dòng cái gì? Như thế thì rất là khó xử lý đấy. Tại vì khi đó mình sẽ phải, ví dụ như nó có nhiều dòng như này đúng không? Kiểu như này cái gì? Và tất cả cái này nó thuộc về một chuỗi gì? Thì bọn em phải tạo ra một cái show kết quả như này đó. Sau đó là mình sẽ tạo ra một cái show S mà các bạn để cái điều kiện lập là while get line cin và s như này này. Đó. Thì nó sẽ đọc hết mọi dòng. Và mỗi lần đọc như thế thì mình lại cộng nó vào cái show rest này. Bạn cho rest cộng bằng s cộng thêm một cái phím enter ở cuối. Thứ này các bạn xem ra rest. Nhưng mà xử lý như thế này thì nói chung là các bạn không gặp cái kiểu bài tập kiểu này đâu. Đấy, còn đây, s của em đây này. Cái show của em này, này nó vừa chứa cái dấu cách với vừa phím enter như thế. Thì nó không có cách nào mà đọc một phát hết tất cả thằng này, mà mình phải đọc từng dòng, từng dòng, từng dòng, từng dòng, từng dòng. Sau đó là mình nối lại các cái dòng với nhau bằng cái phím enter. Đấy. Tại vì thằng get line này nó không đọc enter mà. Lấy riêng các cái từ á, lấy riêng các cái từ thì từ từ mình tách ra được mà. Mình sẽ học cái cách tách từ sau.
Còn nếu mà em muốn lấy riêng các cái từ thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Chỉ cần khai báo string s như thế này, sau đó là yc in s như này này. Dùng cái cú pháp nhập hết mọi số ở trong luồng vào như này này. Yc in s này, mỗi lần nó nhập cho một từ. Đấy, thì nó đọc từng từ, từng từ, từng từ một cho tới hết luôn. Đấy. Yc in cho s như này là nó sẽ đọc từng từ một. Đấy, đọc từng từ, bao giờ nó đọc hết luồng vào thì nó dừng. Còn nếu mà em muốn đọc từng dòng thì mình while get line như này. While get line C in và S như thế này thì mỗi lần nó sẽ đọc một dòng. Bây giờ nó đọc hết mọi dòng thì nó tự dừng. Còn while C in cho S như này thì mỗi lần nó sẽ đọc một từ. Bây giờ nó không đọc được nữa thì nó dừng. Ok. Vậy là các bạn đã xong cái phần nhập xuất nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách duyệt sâu. Duyệt sâu thì đơn giản là các bạn chỉ cần in ra thôi đúng không? Ví dụ như bằng 28 text chẳng hạn. Block chẳng hạn. Thì nếu mà các bạn muốn in ra luôn nội dung của nó thì mình in ra S. Còn không thì bản thân cái sâu của các bạn nó là một cái mảng. Ví dụ như cái sâu S của bạn nó bằng 28 text chẳng hạn. Thì nó chính là một cái mảng ký tự. Nó sẽ có chỉ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Nhá, nó sẽ có chỉ số các bạn. Và các bạn có thể dùng SI, ví dụ như S2 để các bạn truy cập vào cái chỉ số thứ hai ở trong cái sâu string. Nên là duyệt qua từng ký tự thì các bạn duyệt for cha x2.s. Bởi vì mỗi cái phần từ của cái string kia nó là một ký tự. Đấy, ok. Hoặc là các bạn có thể dùng chỉ số cũng được. Đấy, các bạn dùng chỉ số cũng được như này. For int bằng 0, y nhỏ hơn s.size, nó tương tự như vector ấy. Còn các bạn cl ra SI. Đó. Là các bạn có thể duyệt được qua các ký tự ở trong sâu. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng iterator, bởi vì thằng string này nó cũng có iterator tương tự như vector. Đấy là for auto it bằng s.begin. It khác s.end, sau đó là cộng cộng it. Và các bạn cr sao của it là được. Ok. Đấy, mình sẽ ra cho các bạn như vậy. Chưa? Đấy có ba cách duyệt như vậy. Một là dùng range bay for loop, hai là dùng chỉ số, ba là dùng iterator. Và các bạn truy xuất vào các cái phần tử ở trong cái sâu S của bạn thông qua chỉ số như thế này là được. Lúc nãy mình đã học hàm size đúng không? Ngoài ra nó có hàm len tương tự như hàm size để lấy ra số lượng ký tự. Duyệt sâu thì xong rồi này. Nó có cái hàm pushback và popback. Pushback là thêm một ký tự vào cuối sâu và popback là xóa đi một ký tự khỏi sâu. Đấy là ví dụ như các bạn có cái sâu S như này, sau đó là các bạn dùng S.pushback một ký tự nha. Ví dụ như là ký tự A còng, thì khi đó cái sâu S của bạn nó có thêm một cái chữ A còng ở cuối. Còn các bạn dùng S.popback thì nó sẽ xóa đi ký tự ở cuối. Nó giống như pushback với popback ở trong vector ấy. Thêm vào cuối và xóa đi một ký tự khỏi cuối. Đó, thêm vào cuối này. Xong xóa đi A còng thì nó thành cái sâu này. Đây là hai cái hàm tiếp theo. Tiếp theo là hàm insert, giúp cho các bạn có thể chèn một ký tự vào một cái chỉ số bất kỳ trong sâu. Ví dụ như các bạn có cái sâu 28 text như này mà các bạn muốn chèn một cái sâu nào đó vào cái sâu này thì các bạn có thể tìm ra cái chỉ số chèn. Ví dụ như các bạn sẽ dùng là s.insert 2 và chữ ABC chẳng hạn. Đó. Thì cái chỉ số 2 của các bạn hiện tại thì nó đang là chữ T đúng không? 0, 1, 2 thì bây giờ nó sẽ chèn cái ABC vào chỉ số 2, tức là nó sẽ chèn ABC vào đây và cái cụm text nó sẽ bị nhảy sang bên phải. Đó. Ví dụ nhá. Đây mình sẽ cho s.insert 2 và a còng đi, đấy như thế này. Thì nó sẽ chèn cho các bạn cái sâu 5 chữ a còng kia vào cái chỉ số 2 trong sâu S. Đấy. Ok. Nó cũng dễ đúng không? Insert nó cũng dễ. Ngoài ra nó có hàm erase. Erase để các bạn xóa đi một cái ký tự tại chỉ số nào đó. Ví dụ như bây giờ các bạn có 28 text block đúng không? Mà các bạn muốn xóa đi chữ block này này hay là chữ từ chữ T này về cuối, các bạn dùng s.erase. Nó có hai cách dùng. Cách dùng thứ nhất là các bạn truyền vào cái chỉ số bắt đầu mà các bạn muốn xóa. Ví dụ như anh muốn xóa đi từ chữ T này là chỉ số 2 đúng không? Nếu mà các bạn dùng là s.erase 2 thì nó sẽ xóa từ chữ T đến hết. Nó sẽ xóa đi hết text và block.
còn mỗi là từ 28 thôi. Tức là mình truyền vào cái chỉ số bắt đầu thì mặc định là nó sẽ xóa từ chỉ số đấy đến cuối. Còn nếu mà các bạn muốn chỉ xóa đi vài ký tự từ cái chỉ số 2 đấy thì các bạn truyền thêm một cái tham số nữa. Ví dụ như các bạn muốn xóa đi 4 ký tự từ chỉ số 2 ấy, thì mình sẽ truyền vào là 2 và 4 thì nó sẽ xóa TECH là nó xóa 4 ký tự thôi chứ nó không xóa hết nữa nhá. Ok. Thì đấy là có hai cách dùng hàm array để giúp cho các bạn xóa đi một ký tự, xóa đi một đoạn ở trong trong sâu. Hàm file nhé, hàm file để tìm sâu con. Đấy. Thì cái hàm file này này nó giúp cho các bạn kiểm tra sự xuất hiện của một sâu con trong sâu ban đầu. Nếu mà tìm thấy ấy, thì nó sẽ trả về cái chỉ số đầu tiên của sâu con trong sâu ban đầu. Còn nếu mà nó không tìm thấy thì nó sẽ trả về một cái giá trị đặc biệt được định nghĩa sẵn trong cái lớp string, đấy là string 2.2.NPOST. Tức là nếu mà cái hàm file nó trả về cái giá trị này là không tìm thấy. Còn nếu nó trả về cái chỉ số khác cái chỉ số này, cái giá trị này thì là tìm thấy. Ví dụ như các bạn có sâu S như thế kia đúng không? Và mình có một cái sâu T là text. Đó, thì khi đó các bạn kiểm tra là if s.file của t ấy, mà nó khác cái giá trị là string 2.2.nPOST thì có nghĩa là nó tìm thấy. Các bạn cl ra s.file t nó sẽ trả cho các bạn cái chỉ số đầu tiên mà nó tìm thấy. Còn nếu mà nó không tìm thấy thì nó sẽ trả về cái giá trị kia, mình sẽ in là not found. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy là cái từ text này nó xuất hiện ở chỉ số 2 ở trong cái sâu ban đầu nên cái hàm s.file t này nó sẽ trả về 2. Đấy, còn nếu mà nó là A còng nhé, là text A còng thì nó lại không có, nó không có xuất hiện trong sâu ban đầu. Thế nên cái hàm s.file này nó sẽ trả về cái giá trị là string 2.2.nPOST. Và khi đó thì mình sẽ in ra not found. Các bạn có thể in ra cái giá trị này để biết nó là bằng bao nhiêu. Đây, cái giá trị của mặc định ở trong string là string 2.nPOST nó có giá trị như thế kia. Đây, nó đây. Đó. Hàm file này thì nó trả về cái chỉ số đầu tiên của sâu T ở trong sâu S nếu mà nó tìm thấy. Còn nếu mà nó không tìm thấy thì nó trả về cái giá trị này. String 2.2.NPOST. Thế thôi. Thì mình khi mà mình tìm kiếm và mình so sánh cái S.file T mà nó trả về cái giá trị string 2.NPOST là không tìm thấy. Còn nếu mà nó trả về một cái chỉ số nào đó thì đấy là vị trí đầu tiên nó tìm thấy được. Đó. Em có thể in ra cái giá trị string cho nó NPOST nó là giá trị này. Ok. Thì đấy là các cái hàm mà các bạn cần phải lưu ý khi mà xử lý chuỗi. Ở trong cái con test này thì mà một chiều xong rồi đúng không? Bây giờ anh sẽ cho các bạn làm con test đơn giản thôi, con test sâu ký tự cơ bản. Đáng nhẽ cái con sâu ký tự cơ bản này không cho đâu, cho vào các bạn làm thêm. Các bạn làm bài số 1 đi. Bạn làm bài số 1 trong cái con test này cho mình. Đó, con test mình vừa gửi á. Nhanh các bạn ơi, còn nhiều cái cần phải học. Bài này cho các bạn một chữ số không âm n, sau đó yêu cầu các bạn in ra cái chữ số đứng giữa. Dễ quá làm gì đúng không?
Các bạn nhập nó như một sâu ấy nhé. Nhập nó như một sâu ấy. Nhập như một sâu xong kiểm tra cái ký tự đấy, mà cái số lượng ký tự trong cái số đấy mà nó là số lẻ thì mình in ra cái số đứng giữa, còn số chẵn thì không có nên in ra not found. Không phải em ạ. Không phải đâu. Nói chung là có khi anh ừ. Nhiều khi bọn nó nói chuyện mất dạy, anh cũng có nhận dạy học đâu mà. Có mấy đứa học mấy cái khóa trước mà nói năng mất dạy, các khóa sau anh còn không nhắn tin đăng ký học, anh không nhận. Có khóa Java SQL đấy các bạn, chứ không phải ai cũng nhận đâu các bạn. Được dùng iterator trong string như vector được mà em. Nếu có một mảng vector string thì in ra ký tự cuối cùng của từng sâu. Thì em duyệt qua sâu đấy xong là mình in ra cái chỉ số là v chấm sai trừ 1 ấy. In ra cái chỉ số sai ở chỉ số cuối cùng trong cái string đấy là được mà. Trước anh có cái thằng ở trong thằng thằng đấy nó ở trong trong Đồng Nai, nó đăng ký mấy cái khóa học, nó vào trong nhóm nó nói chuyện với các cái bạn mà hồi đấy nó còn học lớp 12. Nhưng mà thằng này anh không hiểu sao, nhưng mà lần đầu tiên anh gặp một thằng mà nhỏ tuổi mà ăn nói rất là mất dạy. Gần như là nó nói chuyện với người lớn mà nó như kiểu là ngang hàng với nó, và nó nói rất là mất dạy nhá. Tức là nhiều khi các bạn nói những cái câu đấy với người ngang hàng của mình là còn không được ấy, nhưng mà nó nói rất là, mà anh không hiểu sao thằng lại có đứa mà nó nói năng kiểu vậy được. Nên là mấy lần nó đăng ký khóa front end với back end anh không có nhận, anh cứ bảo là hết slot là anh không có nhận, kiểu nó toxic các thứ. Từ năm ngoái em ạ. Nói chuyện với mấy cái đứa ở trong nhóm, nói chuyện mấy đứa ở trong nhóm toàn sinh viên với các thứ hơn tuổi nó, nhưng mà nói láo quá. Có thể không giỏi nhưng mà ăn nói phải sao cho người ta cảm thấy là bình thường. Đây nói ăn nói trống không rồi là nó cứ chửi nhau các thứ ở trong nhóm đấy, anh cạch luôn. Ở đây các bạn ấy làm rất là tốt rồi các bạn ạ. Bài này cũng dễ mà, đúng không? Ồ, trong này mưa to quá các bạn.
Ok, cái bài này các bạn làm đơn giản thôi. Các bạn khai báo cho mình một cái show string s nhá. Sau đó các bạn xin cho s. Nó cho các bạn như một số nhưng mà các bạn nhập nó như một string cũng được, không có ai cản các bạn cả nhá. Ở đang Sài Gòn. Thì mình chỉ cần khi đó mình check cái số lượng chữ số của nó rất là đơn giản, mình kiểm tra là if s.size%2 của mình ấy mà nó bằng không, có nghĩa là cái số lượng chữ số của cái số ban đầu nó là số chẵn ấy, là nó không có số đứng giữa, mình sẽ cl ra là not found. Đúng không? Còn trong trường hợp nó có chữ số đứng giữa ấy, thì các bạn sẽ cl ra s của v chấm, xin lỗi, của s chấm size chia cho 2 là được. Đó. Mình sẽ in ra cái ký tự ở chỉ số đứng giữa ấy nhá. Đó. Không phải bài nào các bạn cũng cần phải dùng số. Các bạn học string rồi thì các bạn nhiều bài các bạn xử lý bằng string thì nó ngắn gọn và dễ hơn rất là nhiều so với các bạn là dùng số integer, đúng không? Đó. Không có nhiều bạn này chưa có kinh nghiệm thấy nó cho cái số là cứ phải nhập số, không nhất thiết nhá. Nó cho mình số, mình nhập nó bằng chuỗi được, không vấn đề gì. Đấy là bài đầu tiên ở trong contest show ký tự cơ bản nha các bạn. Cái thằng string này nó có một cái rất là hay nhé các bạn. Đấy là các bạn có thể cộng cộng các cái string vào với nhau. Thì cái phép cộng đấy thì nó tương tự như là cái phép nối chuỗi. Nối chuỗi. Ví dụ như anh có một cái show S là bằng 28 text chẳng hạn, đúng không? Một cái show T của mình là bằng block chẳng hạn. Thì các bạn có thể cho S bằng S cộng T. Thì khi đó cái phép cộng kia thì nó tương tự như việc các bạn nối cái show T vào đuôi của show S. Nên là khi đó cái show S của bạn nó sẽ là 28 text block viết liền với nhau. Đấy. Hay là các bạn muốn cộng thêm dấu cách giữa các thứ thì các bạn cứ cộng vào. Đây. Đấy, các bạn muốn cộng thêm một cái dấu cách ở giữa đúng không? Đây, các bạn cộng thêm vào như này cho mình. Thì bây giờ nó sẽ có thêm một cái dấu cách giữa thằng S với thằng T. Đó. Thế nên khi mà các bạn muốn, hoặc là các bạn muốn cộng thêm một ký tự cũng được. Nhưng mà khi mà các bạn cộng một ký tự thì các bạn phải dùng là S cộng bằng nhé. Đấy, như này này. Đó. Chứ các bạn không được viết là S bằng S cộng với A còng như này đâu. Là nó hay bị lỗi lắm. Nó hay bị lỗi ở một số cái trình biên dịch. Đấy. Cộng sâu ấy thì bọn em có thể viết là S bằng S cộng với cái sâu đấy. Nhưng mà riêng mà cộng ký tự ấy thì mình phải cho là S cộng bằng. Chứ mình không viết là S bằng S cộng ký tự được. Ok. Lưu ý cho mình cái đó nhá. Để các bạn có thể nối chuỗi hoặc là nối ký tự vào trong một cái sâu. Đó. Ok. Ngoài ra thì cái string ở trong C cộng cộng của bạn nó đã được nạp chồng rồi. Và các bạn có nạp chồng các cái toán tử so sánh ấy, nên là các bạn có thể so sánh hai sâu với nhau theo thứ tự từ điển thông qua các cái toán tử lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng hay khác. Ví dụ như các bạn có thể kiểm tra là if s nhỏ hơn t để mình check xem là có phải thằng s có thứ tự từ điển nhỏ hơn t hay không, đúng không? Ở trong trường hợp này là nó nhỏ hơn đấy các bạn, đúng không? 28 text thì nó nhỏ hơn block. Lớn hơn. Còn nếu mà các bạn muốn so sánh bằng thì mình lại dùng toán tử bằng thôi. Đấy. Ok. Thì khi mà các bạn có hai cái string ấy mà các bạn đem các bạn so sánh với nhau ấy thì là nó so sánh theo cái kiểu là theo so sánh theo thứ tự từ điển xem là nó có giống nhau hay là nó khác nhau hay là nhỏ hơn hay là lớn hơn, thì đấy là nó dựa vào thứ tự từ điển. Thứ tự từ điển thì như kiểu cái chữ cái ABC mà các bạn hay dùng ấy, đúng không? Ví dụ như cái sâu là A, B, C, D với lại là A, B, C, A chẳng hạn, Z, U, V đúng không? Thì cái cách thức mà nó so sánh hai cái sâu này là nó sẽ xét từng ký tự một của hai sâu. A với A đúng không? Giống nhau bỏ, B với B giống nhau bỏ, C với C giống nhau bỏ, D với A khác nhau. Đấy, thì nó phát hiện ra là cái ký tự thứ tư ở trong hai cái sâu này nó khác nhau thì nó sẽ dựa vào hai cái ký tự này để nó xác định là thằng nào nhỏ hơn. Trong trường hợp này D lớn hơn A đúng không? Nên cái sâu này này là cái sâu lớn hơn. Thằng này sẽ là sâu lớn hơn. Là nó cứ so từng ký tự, từng ký tự, từng ký tự một. Ok. Còn nếu mà tất cả các ký tự đều giống nhau thì nó sẽ là giống nhau. Đúng chưa? Đấy. Và nếu mà các bạn là ABC với lại là ABCA chẳng hạn thì ba cái ký tự này là giống nhau đúng không? Thì thằng nào nó dài hơn thì nó lại lớn hơn. Đó. Thì đấy là cái cách thức mà người ta so sánh hai cái sâu ở trong 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 string các bạn, trong C cộng cộng. Các bạn có thể sử dụng luôn các cái toán tử này, đúng không? Ừ. Ngoài ra này, mình sẽ nhắc lại cho các bạn 6 cái hàm mà các bạn hay sử dụng để kiểm tra ký tự. Thứ nhất là is the digit đúng không? Để kiểm tra chữ số. Is the lower để kiểm tra in thường. Is the upper để kiểm tra in hoa. Is the alpha kiểm tra chữ cái.
lower để chuyển chữ thành in thường và to upper để chuyển chữ thành in hoa. Để các bạn cần phải sử dụng 6 cái hàm này để khi mà các bạn muốn xử lý ký tự ấy, các bạn có thể làm. Thế thì bây giờ mình sẽ viết cho các bạn một cái hàm để chuyển tất cả các ký tự ở trong sâu về dạng in hoa nhé. Ví dụ như void in hoa, string và s. Lưu ý này, khi mà các bạn có một cái string và làm tham số cho hàm ấy, thì các bạn muốn thay đổi nó thì các bạn phải có tham chiếu vào nhé. Ok. Tại vì nó trả về số int mà em, nó trả về số chứ nó không có trả về ký tự đâu. Cái hàm toLower với toUpper này này. Đấy là nó trả về cái dạng in hoa hoặc in thường của cái ký tự C ấy, nhưng mà ở dưới dạng là mã ASCII. Đó. Ví dụ nhá. MCL ra là toLower của cái ký tự A hoa ấy. À, là nó sẽ in ra cái số đấy. Là số 97. Đúng không? Tại vì cái ký tự A thường nó có mã ASCII là 97 mà. Chứ nó không có in ra chữ A thường. Nên là cái tu hàm tu lower và tu upper này là nó trả về dạng in thường ở cái dưới dạng là mã ASCII. Bây giờ in hoa như thế này đúng không? Thì các bạn chỉ cần duyệt từ đầu đến cuối nhá. For int bằng 0 y nhỏ hơn s.size. Sau đó là bạn em cho si bằng tu upper của si. Đó. Để mình chuyển tất cả các ký tự ở trong cái sâu s về dạng in hoa. Còn in thường thì các bạn làm tương tự thôi. Void in thường string và s đúng không? Thì các bạn chỉ cần làm vòng for chạy từ đầu đến cuối thôi. S.size đúng không? Sau đó là các bạn sẽ cho si bằng toLower của si là được. Đó, sẽ chuyển tất cả ký tự ở trong sâu s về dạng in thường. Ok. Đấy, nên là các bạn có một cái sâu s đúng không? String s bằng 28 text chẳng hạn. Đi học lập trình. Đó. Thì các bạn muốn in hoa đúng không? Các bạn gọi in hoa các bạn truyền s vào. Còn các bạn in thường đúng không? Các bạn lại gọi in thường và các bạn truyền s vào. Ok. Để giúp cho các bạn có thể chuyển đổi in hoa in thường bằng hàm toLower và toUpper. Đấy. Ok, in hoa hết này. Còn đây là in thường hết. Còn số thì nó vẫn giữ nguyên đúng không? Ngoài ra thì các bạn cần phải biết cái cách chuyển số thành sâu, à chuyển sâu thành số nữa. Tức là các bạn có một cái sâu mà nó có cái số như này này. Đấy mà các bạn muốn chuyển nó thành số nguyên ấy thì mình có một cái hàm là hàm STOI. Đó, số nguyên này nhỏ nhỏ thôi, integer mà. Thì cái hàm STOI này nó viết tắt của từ string to integer. Tức là nó sẽ chuyển một cái chuỗi thành một cái số integer. Nên là bây giờ em xem ra nó thì nó là cái số kia. Nhưng mà nó là số nguyên chứ nó không phải là chuỗi nữa. Lớn quá nên là nó bị out of range các bạn. Không, string với vector nó không giống như mảng đâu em ạ. Toy thì nó là của chuyển chuyển mảng cha thành số, còn stoy thì nó chuyển string thành số. Nếu mà các bạn có số âm ở đầu thì nó cũng sẽ chuyển thành số âm nhé. Nó sẽ chuyển cho các bạn thành số âm. Còn trong trường hợp mà em có một cái ký tự ở A với các thứ mà nó không phải số ấy, là nó chỉ tách đến cái chữ A này thôi. Ví dụ như trong là nó chỉ tách đến 812 là nó dừng rồi. À. Đấy, ok, nó chỉ tách 812 thôi. Còn nếu mà các bạn muốn tách một cái số, à, tạo ra một cái số lớn hơn một chút thì mình lại phải dùng long long string, à, long long n đúng không, bằng stoll của ns thì nó sẽ là string to long long. Đó. Các bạn tự biết là mình cần phải dùng stoy hay là stoll đúng không. Ngoài ra thì nó có cả cái hàm là hàm stod để nó chuyển thành số double. Double D bằng STOD của S. Ví dụ như các bạn có cái số như thế này. Đó, thì khi đó cái biến D của các bạn nó sẽ là số double. Fix set precision 10 đi, ok. Đấy thì nó có ba cái hàm hay dùng để chuyển đổi số thành sâu. À, xin lỗi, chuyển đổi sâu thành số là STOI, STOLL và STOD. Ok.
Nếu không dùng STOICH mà SINT cũng được hay không? Không được em ạ, nhá. Không ép kiểu đó được. Đó, thì đây các bạn thấy nó ra cái số này. Tất nhiên là nó sẽ có sai số một chút ở đằng sau đúng không? Đấy thì có ba hàm đấy lưu ý nhá. Để khi nào mà muốn có một cái sâu mà muốn chuyển nó thành số thì dùng luôn ba cái hàm này STOI, STOLL và STOD. Còn ngược lại, nếu các bạn có một số mà các bạn muốn chuyển thành sâu ấy, ví dụ như các bạn có cái số N như này, đúng không? Các bạn có một cái số N, sau đó các bạn muốn chuyển nó thành sâu. Thì các bạn dùng cái hàm là toString. ToString. Đó, là nó sẽ chuyển cái thằng N của bạn thành sâu. Đây mình xem ra S thì nội dung của nó sẽ như vậy. Ok. Đấy. Thì là các bạn lưu ý cho mình cái đấy nhá, lưu ý cho mình cái mấy cái hàm chuyển đổi giữa chữ với số, nó có bốn hàm đấy thì lưu ý cho mình. Chuyển đổi sâu thành số và chuyển đổi số thành sâu nhá. Thế thì à ừ đấy, còn cái hàm là hàm sub str đấy, anh quên mất anh không nói. Nó có một cái hàm nữa là hàm substring, đấy quên mất không nói. String s bằng 28 text chẳng hạn. ABCD gì đấy mà các bạn muốn tách ra một vài ký tự, tách ra sâu con ấy thì mình dùng hàm sub str, ví dụ như t bằng s chấm sub str. Thì cái hàm substring này thì nó giống cái hàm array, tức là nó có thể có hai tham số hoặc là một tham số cũng được. Nếu là một tham số ví dụ như là hai chẳng hạn thì có nghĩa là các bạn muốn cắt ra cái sâu con từ chỉ số 2 đến cuối. Đây các bạn CRT. Đó. Ok. Còn nếu mà các bạn muốn chỉ cắt ra một đoạn nào đó bao nhiêu ký tự thì mình đặt là sâu q đi bằng s chấm sub str, xong anh chuyển vào là 2 và 4. Thì có nghĩa là gì? Anh chỉ muốn cắt ra 4 ký tự từ chỉ số 2 thôi. Còn nếu mà các bạn chuyển 2 vào không là nó sẽ cắt từ 2 đến cuối. Đó, thì đôi khi các bạn cũng muốn cắt ra sâu con thì mình dùng cái hàm sub str này nhá. Đấy, ok chưa? Đây nó cắt phát từ đầu, từ ký tự 2 đến cuối này, từ chỉ số 2 đến cuối. Còn ở đây thì nó chỉ cắt ra 4 ký tự từ chỉ số 2 thôi. Ok. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cần lưu ý cho mình như thế này. Đấy là cái thằng string này nó cũng như là một cái kiểu dữ liệu thông thường thôi. Thế nên là các bạn có thể có mảng string hoặc là vector string đấy, hoặc là map string hoặc là vec map set string đều được. Đó, như này này. Đó. Ví dụ như thế. Tại vì nó cũng chỉ là một kiểu dữ liệu thông thường thôi, có điều là nó có thể lưu được cả một chuỗi ký tự đúng không? Bây giờ các bạn mà muốn lưu danh sách các cái từ hay là danh sách các cái tên người chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng mảng string. Ví dụ như nó cho các bạn 5 từ đúng không? Ngôn ngữ lập trình Java chẳng hạn, đó như thế này. Thì các bạn muốn lưu 5 cái từ này lại ấy, vào một cái mảng hay một cái vector đều được. À, ví dụ như đây anh sẽ nhập n nhá. Sau đó anh sẽ khai báo một cái mảng string an như thế này. Thì khi đó A0, A1, A2 của các bạn nó sẽ là một string và nó có thể lưu được cả một chuỗi ký tự. Đây các bạn duyệt từ for int bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Và các bạn cin cho AI. Đó, thế thôi. Bây giờ các bạn for int bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Các bạn cl ra AI thì nó sẽ là các cái từ ở trong cái mảng này. Đấy. Các bạn dùng vector cũng được, mà dùng set cũng được, mà dùng map cũng được. Thì khi mà các bạn gọi là gì nhỉ? Khi mà các bạn sử dụng set và map với string thì nó sẽ tự loại bỏ trùng và nó tự sắp xếp cho các bạn theo thứ tự từ điển tăng dần đấy. Đây, ngôn ngữ lập trình Java. Thế lúc nãy bạn ấy, bạn kia hỏi là có một cái mảng string mà muốn in ra cái ký tự cuối cùng ấy gì? Thì ở đây em CA ra AI thì nó sẽ in ra toàn bộ ký tự này. Toàn bộ ký tự của thằng AI đấy. Còn nếu mà em muốn in ra ký tự cuối cùng ấy gì? Thì mình sẽ cho cái chỉ số ở chỗ này là AI.size trừ 1 là được. Đấy, thì nó sẽ in ra các ký tự cuối cùng của cái thằng AI thôi. Được chưa? AI của bạn của em là một cái string đúng không? Thì em có thể truy xuất vào các cái chỉ số trong cái string đó. Ví dụ như em chỉ muốn in ra cái ký tự đầu tiên thì mình dùng là AI0 như thế này thôi. Đúng không? Thì nó sẽ in ra các ký tự đầu tiên ở trong các cái string ở trong mạng của em. Đấy, là TG đúng không? Các bạn dùng map string cũng được, set string cũng được, vector string được và các bạn có thể sort vector, sort mảng string được theo chiều dài hay theo cái gì đấy vân vân. Làm rất là nhiều được nhiều việc với cái string này. Ví dụ như ở trong cái coi con test này này nó có cái bài này này.
đếm số lượng từ khác nhau trong sâu đây này, đúng không? Nó cho các bạn một danh sách các cái từ như này, xong nó hỏi các bạn là có bao nhiêu từ khác nhau ấy, thì các bạn chỉ cần dùng set, các bạn đưa hết các cái từ nào trong set là được. Hay là các bạn làm các cái bài toán liên quan đến tần suất xuất hiện của từ ấy, thì các bạn cũng dùng map được. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tách từ ở trong 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 sử dụng cộng nhá. Tức là đôi khi các bạn có một cái sâu như này này. S như này này, đúng không? Ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Đấy, ví dụ như thế mà các bạn muốn tách các cái từ ra để mình lấy từ mình xử lý ấy. À, thì các bạn làm như nào? Đấy là các bạn dùng một cái lớp có tên là string stream. À, anh sẽ khai báo một cái biến là string stream ra đây. String stream tên là ss và truyền s vào đây. Ok. Cái ý nghĩa của cái câu lệnh số 14 ấy, đấy là anh sẽ khai báo ra một cái biến thuộc lớp string stream hoặc là thuộc kiểu string stream có tên là ss, và anh sẽ khởi tạo cho nó nội dung giống thằng s này. Đấy, tức là cái thằng ss này của bạn nó giống thằng này, nội dung nó giống như này. Nhưng mà bây giờ nó sẽ là một cái luồng string. String stream là một cái dòng, một cái luồng, đúng không? Ý là nó sẽ biến cái nội dung này thành các cái luồng, như kiểu cái luồng cin của các bạn hay dùng ấy. Được chưa? Đấy. Và bây giờ thì nó sẽ coi các cái từ này ở trong các cái sâu này là các cái token. Đấy. Và mỗi lần các bạn có thể đọc ra từng token trong cái luồng đấy được bằng cú pháp như sau. Là mình khai báo một cái biến tem và các bạn để cái điều kiện lặp là while ss mũi tên tem. Nó khá giống với cái câu lệnh này, đúng không? Trước đây anh hướng dẫn các bạn là muốn đọc hết mọi từ ở trong cái luồng cin là cái luồng vào từ bàn phím ấy, là các bạn while cin tem như này, đúng không? Mỗi vòng while nó nhập một từ cái gì, thì đấy là mình đọc từ cái luồng cin, mình đọc từ cái luồng vào chuẩn. Còn ở trong trường hợp này thì mình lại đọc từ cái luồng là luồng string stream, cái thằng ss ấy, nó cũng là một cái luồng, và trong cái luồng đấy nó chứa các cái từ. Thành ra là bây giờ mà mình muốn đọc hết mọi cái từ trong cái luồng đấy thì mình sẽ dùng như này. Đấy là while ss mũi tên tem như thế này, thì mỗi lần vòng lặp đầu tiên thì nó lấy ngôn nó gán cho tem, ngữ nó gán cho tem, lập gán cho tem, trình gán cho tem, C cộng cộng gán cho tem. Và sau C cộng cộng thì nó không còn từ nào nữa thì tự khắc cái vòng while này nó dừng. Đấy. Thì đây là cái cú pháp giúp cho các bạn có thể tách các cái từ ở trong sâu ra bằng string stream. Nó giống kiểu string tokenizer đây. Đó, ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Thế còn nhá, trong trường hợp mà nó bắt các bạn tách theo dấu chấm chẳng hạn. À, tách theo dấu chấm thì các bạn làm như nào? Cách đơn giản nhất là bọn em thay dấu chấm thành dấu cách, thay dấu chấm thành dấu cách, thì khi đó mình tách theo dấu cách là được cái gì. Thế nên bây giờ anh sẽ duyệt for int i bằng 0, i nhỏ hơn s chấm size i cộng cộng, sau đó các bạn kiểm tra là if si của mình mà nó bằng cái dấu chấm ấy thì mình sẽ cho si của mình nó thành cái dấu cách, đó là được. Chỗ này nó phải là ký tự nhá, chứ nó không phải là chuỗi ký tự đâu đấy. Thì bây giờ cái sâu S của các bạn ấy, nó sẽ thành một cái sâu mà giữa các cái từ của bạn thì nó là dấu cách chứ nó không phải dấu chấm nữa. Và mình có thể dùng string stream để mình tách được. Đó. Hay là nó yêu cầu các bạn tách theo nhiều ký tự khác nhau ấy. Ví dụ như trong con test nó có bài này này. Này cái bài liệt kê từ này này. Đây cái bài này. Nó cho các bạn một cái sâu S đúng không? Bao gồm nhiều từ. Và các cái từ của bạn được phân cách nhau theo là dấu cách, hoặc là dấu chấm, hoặc là dấu phẩy, hoặc là dấu chấm than và dấu hỏi chấm. Tức là tất cả những ký tự này được coi là ký tự phân cách giữa các cái từ. Thì cái cách làm đơn giản nhất là bọn em chuyển hết tất cả các ký tự kia thành dấu cách là được, xong mình tách nó bằng string stream. Các bạn thử code cho mình bài 13 đi nhá. Code cho mình cái bài 13 này xem nào. Bước thứ nhất là chuyển hết các ký tự này thành dấu cách, sau đó mình dùng cú pháp string stream như thế này để mình đọc từng từ là xong. Các bạn làm cho mình cái bài 13 trong con test nhá. Liệt kê từ này dễ dễ thôi. Đấy, string thì nó chỉ có thế thôi, các bạn về cày bài tập là ngon thôi. Cày bài tập là làm ngon thôi.
Cái hàm S tóc thì nó tương đối là mạnh. Của Quốc Anh hình như làm sai sao nhỉ? À đâu? À, cũng được. Hoặc là em có thể đọc từng từ và in ra luôn cũng được. Thì các bạn làm hết cái contest này đi nhá. Contest này nó dễ mà. Contest sâu ký tự cơ bản này này. Thế nên là chỉ chứa những cái bài hỏi thôi nhá. Cái contest này này. Contest sâu ký tự cơ bản anh cho vào đây cho bạn nào muốn làm. Bởi vì nó quá đơn giản các bạn. Đó, cho bạn nào yếu quá thì tranh thủ ôn lại thôi. Chứ những cái bài đơn giản như là in ra chữ số hay sắp xếp sâu này thì nó dễ. À, các bạn có thể sắp xếp string cũng được nhé. Tức là các bạn có thể dùng hàm sort với string ấy. Còn cái bài liệt kê từ này thì các bạn duyệt qua, sau đó các bạn kiểm tra là nó là dấu chấm này, hoặc là S của bạn nó là cái dấu chờ phẩy này, hoặc là S của bạn nó bằng cái dấu chấm than này, hoặc là S của bạn nó bằng cái dấu hỏi chấm chẳng hạn, đúng không? Thì đây là những cái ký tự mà mình sẽ thay nó thành dấu cách. Sau đó các bạn tách ra là được. Get line nhé. C in và S nữa. Sau đó thì tách nó bằng string stream thôi. Mỗi lần các bạn đọc được một từ, các bạn in ra nó vào thêm một cái dấu cách đằng sau. Lưu ý là thay đổi xong hẳn khai báo string stream nhé. Còn các bạn khai báo string stream S ở đằng trước là nó không tự cập nhật đâu nha. Thay đổi các cái ký tự là dấu phân cách rồi hãy dùng string stream. Các bạn xử lý được ngay bài này. Chỗ này của mình là SI. Đây, SI. Ok, rồi, nhắm vào đây. Đấy, thế là xong rồi các bạn. Đây này, ví dụ như cái bài 16 này nó yêu cầu các bạn là thôi có gì anh sẽ chữa mấy cái bài cụ thể luôn ở trong bài 16 nhé, trong con test 16 cho nó xong luôn. Nó cho các bạn sâu S đúng không? Tiến hành sắp xếp các ký tự trong sâu S theo thứ tự tăng dần và giảm dần rồi in ra màn hình. Thì các bạn dùng luôn cho mình hàm sort. Đấy, các bạn sort là S.begin, S.end. Nó như vector ấy mà. Đấy, thì em CLR S nó sẽ sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần. Còn giảm dần ấy gì? Thì mình cũng sort nhưng mà mình thêm cái tham số greater vào nhá. Greater chỗ này vào. Đó. Nhưng mà phải là greater char, bởi vì mỗi phần tử ở trong string của mình nó là char mà. Nên khi mà các bạn sắp giảm dần thì các bạn phải greater char nhé. Đây anh nhá. Đây, con số S như này, bọn em sẽ sắp xếp theo thứ tự từ điển giảm dần này. Dùng multiset làm gì cho nó cực nó khổ ra hả em? Mấy cái bài này thì cần gì phải multiset. Đó, thì các bạn làm được ngay cái bài 16. Hay bài 17 này là một cái ví dụ điển hình mà các bạn có thể sắp xếp từ này, đúng không? Nó cho các bạn một cái sâu S bao gồm các cái từ được phân cách nhau bởi một vài dấu cách, đúng không? Thực hiện sắp xếp các cái từ trong sâu theo thứ tự từ điển tăng dần và giảm dần. Các bạn lưu ý nhé, sắp xếp từ khác và sắp xếp ký tự khác. Đấy, nếu mà sắp xếp ký tự là các bạn đem cái sâu S này các bạn đi các bạn sort. Còn sắp xếp từ là các bạn phải tách từng từ ra này, xong các bạn lưu vào mảng hoặc là vector, xong các bạn mới sort cái mảng hay cái vector đấy. À, thì ở trong trường hợp này các bạn get line xong các bạn tạo cho mình một cái string stream ra thôi. Stream SS xong các bạn truyền S vào đúng không? Và một cái biến tạo.
một cái vector string ra đây. Sau đó các bạn while ss tạm đúng không? Mỗi lần mà mình đọc được thì mình sẽ push back nó vào trong cái vector là xong. Thế thì đó cái vector v của các bạn nó sẽ là một cái vector chứa các cái từ trong cái mảng ban đầu này này. Đấy, thì bây giờ mình đem mình sort cái vector v đó, v.begin, v.end thì nó sẽ tự động nó sắp xếp các cái từ theo thứ tự từ điển tăng dần. Còn nếu mà bọn em muốn sắp xếp theo thứ tự từ điển giảm dần thì mình vẫn làm như vậy, nhưng mà mình thêm cái tham số greater vào là được nhá. Đây bọn em vẫn sort này. Sau đó là các bạn ở chỗ này các bạn thêm cho mình cái tham số greater vào cuối này. Thì đây phải là greater string nhá, bởi vì mình đang sort một cái mảng string mà. Đó. Thế thôi, là các bạn có ngay cái bài gọi là sắp xếp các cái từ theo thứ tự từ điển tăng dần giảm dần, hay là gọi là sắp xếp theo chiều dài hay cái gì đấy, các bạn đều sắp xếp được. Xây dựng comparator là xong. Nhưng mà thông thường cái bài này thì anh hay không không dùng string stream đâu. Tại vì anh hay dùng cái cú pháp kiểu như này. Đấy, anh chỉ cần một cái vector thôi, sau đó là anh dùng cái cú pháp là while c in cho s như thế này. Đó. Thì cái cú pháp này mình cũng vừa hướng dẫn các bạn rồi. While c in cho s này mỗi lần nó đọc một từ ấy mà, nó đọc một từ, đọc một từ, đọc từ, đọc từ, đọc từ, bao giờ nó không đọc nữa thì nó dừng. Thì đỡ phải nhập cả dòng xong lại tách ra đúng không? Các bạn dùng cách nào cũng được. Thường là mình dùng cách này cho nó nhanh. Còn không thì bọn em đọc cả dòng đấy, sau đó mình tách các cái từ ở trong cái dòng đấy ra bằng string stream nhá. Các cái bài toán liên quan đến từ thì mình xử lý kiểu đó. Khá dễ đúng không? Hay là cái bài này này, đấy, sắp xếp theo chiều dài này là các bạn dùng comparator là xong này. Hay đếm số lượng từ khác nhau thì mình dùng một cái set string là được. Ở đây nó cho các bạn một cái các cái từ như này và nó hỏi có bao nhiêu từ khác nhau cái gì. Nhưng mà nó bảo là không phân biệt hoa thường thì bọn em chuyển hết về dạng in thường hoặc là chuyển hết về dạng in hoa là được. Thì khi đó các cái từ của các bạn nó sẽ giống nhau về mặt gọi là in hoa in thường. Đấy, các bạn code như này. Anh khai báo một cái string s nhá và một cái set string để lưu lại các cái từ. Sau đó là các bạn dùng cú pháp là while c in cho s để mỗi lần mình đọc một từ ấy thì sau khi mà mình đọc từ giấy xong mình duyệt qua tất cả ký tự ở trong cái sâu s đấy và mình cho nó về dạng in thường. Thì khi đó cái sâu s của bạn nó ở dạng in thường, vậy bạn insert vào trong cái set là được. Ở dưới này các bạn chỉ cần cr set.size thì nó sẽ ra được cái số lượng từ khác nhau ở trong sâu phần đầu. Thì các bạn học set, học map, học mảng, học vector rồi đúng không? Bây giờ các bạn áp dụng nó với string thôi. Nó như là một cái kiểu dữ liệu thông thường ấy mà. Thì các bạn có thể làm được bài số 19 rất là nhanh. Hay là cái bài 18 này mình sắp xếp theo chiều dài này. Đấy, thực hiện sắp xếp các cái từ trong sâu theo thứ tự chiều dài tăng dần đúng không? Nếu hai từ có cùng chiều dài thì từ nào có thứ tự từ điển nhỏ hơn sẽ xếp trước. Thì đấy. Các bạn chỉ cần nhập một cái vector string như này, sau đó các bạn sort với cái comparator như sau. Đấy, cái hai cái string A và string B đúng không? Đầu tiên mình sẽ check là A.size khác B.size thì mình return về A.size nhỏ hơn B.size để nó sắp xếp cho các bạn theo chiều dài tăng dần. Còn nếu mà chiều dài bằng nhau á thì mình sẽ return về A nhỏ hơn B để nó sắp xếp cho các bạn theo thứ tự từ điển tăng dần. Thì các bạn học comparator rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn áp dụng comparator với string thôi. Bạn làm ngay được bài số 18. Trong cái contest 1 này thì nó đa số là những cái bài cơ bản thôi. Thế nên là cái phần này thì anh coi như là nó xong nhá. Nên là bạn nào mà trong buổi sau cái contest sâu ký tự cơ bản này cần phải hỏi bài nào thì các bạn lại hỏi lại. Được chưa? Còn không thì các bạn hoàn thành nốt cho mình cái contest là mảng một chiều này này. Đó. Sau đó là các bạn sang cái contest là sâu ký tự nâng cao ấy. Mà làm. Gọi là string trung bình này. Ok, contest lại hơi nhiều bài, chẳng nhẽ bớt bài đi. Nay nội dung buổi học ngày hôm nay là buổi số 3 đúng không các bạn? Lý thuyết về string đúng không? Các hàm xử lý trong string. Rồi là các bạn học về set, map, vector và mảng string.
Ok. Rồi là stream stream đúng không? Để tách từ. Vậy các bạn làm content mảng một chiều cơ bản thì chắc là chưa xong đúng không? Thì các bạn làm content mảng một chiều nhé. Với lại làm xong thì các bạn làm content sâu ký tự nâng cao. Bạn nào mà những cái bài trong contest sâu ký tự cơ bản mà không làm được thì các bạn cũng làm luôn. Đấy, buổi sau thì mình vừa chữa cái bài tập về sâu ký tự nâng cao mà mình vừa hướng dẫn thêm cái phần về mảng hiệu với mảng cộng dồn. Này các bạn đã là buổi số giờ các bạn đã buổi số 3 rồi đúng không? Vẫn chỉ còn 3 buổi nữa để mà các bạn ôn lại các kiến thức về SI cộng với STL với các mô hình thôi, đúng không? Thì nữa em nhắn tin cho anh qua Zalo đi. Ừ, chắc hết tuần sau là sang bắt đầu sang giải thuật. Thì Vinh nó sẽ chữa cho các bạn con test mảng một chiều thôi. Xem bài nào chưa làm thì bắt đầu làm. Bây giờ học buổi số 3 rồi mà còn chưa vào được driver mà các bạn chả lo lắng gì cả. Mỗi lần nó đọc một từ ở trong cái string stream ra cho thằng Word thôi mà. YSS mũi tên Word thì mỗi lần nó đọc một cái từ ở trong cái string stream ra cho thằng Word. Bao giờ nó đọc hết mọi từ thì nó dừng. Tại vì em khai báo string stream SS bằng thằng S mà. Nên là nội dung của cái string stream SS thì nó cũng giống như thằng S. Nhưng mà nó giúp cho mình có thể tách được các cái từ. Nó tạo thành một cái luồng các cái từ như vậy. Thì mỗi vòng while nó đọc được một từ cho Word thôi. Bây giờ đọc hết thì nó dừng. Rồi ok, hôm nay các bạn nghỉ ở đây nhá. Về các bạn gì nhỉ? Làm con test mình quên mất con test sâu ký tự nâng cao với lại là con test mà một chiều cơ bản. Cố gắng khắc phục thôi em, Hiếu nó chuyên chuyên thuật toán mà nên nó code nó sẽ khó hiểu hơn một tí.